Hai bạn ơi, biết ai đang coi ta? Ai vậy ta? Ai coi vậy ta? Coi ai vậy ta, coi mình gì ta, xong thể hiện lên nè. Ê, chào bằng cũng nha. Chào em. Nói chung là đây là một cái buổi livestream cuối năm, gặp gỡ mọi người. Xin chào 14 người đang xem nha. Ôi, Tuyền phải không? Hai Tuyền. Hai Tuyền mặc. Đâu rồi mấy học trò cưng của mình đâu rồi ta? Xin chào Trần Yến Nhi. Chào Võ Tấn Khinh Mập. Chào Thanh. Không biết giờ này Trần Yến Nhi đang ở đâu ta. Bốn người xem rồi đó. Mọi người có thấy mình nói hơi bị nhỏ không? Chào Hùng nha, Hùng Lương phải không? Mọi người có thấy mình nói chuyện hơi bị nhỏ không ta? Mọi người có nghe được không? Nguyễn Phương Linh đang xem. Mặc dù không biết em là ai nhưng mà chào Nguyễn Phương Linh nha. 44 người xem kìa. Nghe rõ hả Hùng? Đây là cái buổi livestream mà mình của Phụng. Nhà nó đang nấu bánh hả? Đã quá. Trước khi nói về trọng tâm thì mình sẽ nói sơ qua một chút về cái vấn đề lai rai. Đó là cái cảm xúc của mình ngày hôm nay. Đó là bình thường giờ này là 7 giờ hơn này. Thì theo thói quen thì mình sẽ đứng lớp. Và khoảng thời gian này thì sẽ có các bạn ngồi học trong cái lớp. Đây là cái lớp mình luôn nha. Thì cái lớp mình nó nhỏ lắm. Nó sức chứa thì nếu mà nhét một chút thì nó cũng tầm 20 hai mấy người thôi là tối đa rồi. Và cái cảm giác mà bây giờ là giống như là mình đang trống vắng vậy đó. Cho nên là mình quyết định là sẽ livestream ngày hôm nay để thứ nhất là có thể cho các học trò của mình, nếu có nhớ cái cô giáo nhỏ này thì có thể coi cái livestream này để đỡ nhớ và có thể giao lưu nói chuyện với các em, với lại các em mà đang học gọi là học qua group á, thì mình có thể nói chuyện với nhau tản mạn ngày cuối năm. Còn bây giờ thì cái lớp này chỉ có một mình thôi và mình đã bày ra mấy bức tranh mà học trò mình vẽ để giống như là tưởng tượng nó đang ở đây. Xin chào Nguyễn Khánh Đoàn. Hai em.
cái buổi này giống như là giao lưu sơ sơ, và nếu như các bạn nào mà có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc hay là hỏi mình về vấn đề cái buổi cái đề thi thử này nọ thì các bạn có thể hỏi trên này luôn nha. Bây giờ là 47 người xem nè. Học trò nhắn tin ăn tết vui vẻ nha cô. Cảm ơn bé Xin nha. Edogawa Hoài Thương kìa, hai thương mặt. Nói chung là mình hay có thói quen là gọi học trò của mình bằng cái tên, sau đó ghép chữ ghép thêm cái chữ mập vô. Mà tụi nó quen rồi, có khi không có gọi vậy tụi nó không có chịu được. Hai Nguyễn Ngọc Nhi nha. Xin chào Gia Minh. Chào Phúc. Trời ơi, hello cô ú ù lên chứ. Chỉ được phép là cô gọi tụi em là mập ú ù thôi nha. Gọi lại là chết. Chị ơi, em muốn thi khối H mà bây giờ mới bắt đầu học ở chỗ cũng không chắc lắm, chị cho em lời khuyên với ạ. Học ở chỗ gì đây em? À, cảm ơn Hoài Thương nha, chúc Hoài Thương năm mới vui vẻ xinh đẹp nè. Rồi, mình bắt đầu luôn nha. Đầu tiên là mình live stream để chúc các bạn một năm mới. Thứ nhất là mình sẽ chia ra nè. Nếu các bạn nào mà có ông bà thì chúc ông bà các bạn sống lâu trăm tuổi, sức khỏe dồi dào. Các bạn có ba mẹ đang làm việc thì giúp ba mẹ các bạn công việc ổn định, tiền tài tiến tới. Các bạn nào có nhiều anh chị em thì chúc anh chị em các bạn luôn vui tươi, an lành và có nhiều công việc mới, kiếm được nhiều tiền. Còn nếu là các bạn thì chúc các bạn, nếu như các bạn nào mà năm mới sắp thi, năm tới này nè, năm này nè, thì chúc các bạn học tập thật là tốt và làm bài tốt nè. Đặc biệt là nhờ đó mình có thể thi đậu vào cái trường mà mình yêu thích, mong muốn. Còn các bạn nào mà chưa có bạn trai bạn gái trong năm mới thì chúc các bạn mau mau sớm tìm được bạn trai bạn gái của đời mình. Nhưng mà quan trọng là chúc cho tất cả chúng ta có một cái sức khỏe. Tại vì cái gì chứ, sức khỏe là quan trọng nhất. Qua được những cái khó khăn trong năm Covid này. Chúc tất cả mọi người năm mới an khang thịnh vượng. Ai? Đi xì online hả? Chúc tất cả các bạn nha. Chúc tất cả mọi người mà mình biết hoặc là chưa biết, bây giờ mới biết. Chúc cả luôn mọi người trong group nha. Lì xì online hả? Lì xì online đúng không? Lì xì nhiêu lấy nhiêu nha. Vậy thì để coi. Để coi. Xin chào Huy nha. Nãy mình không nhớ cái bạn nào mới comment là học cái chỗ gì vậy bạn nhỉ? Học cái chỗ gì mà em muốn thi mỹ thuật đúng không? Nhưng mà em nói em học chỗ gì ấy mà quên mất tiêu rồi. Để coi nào. Dạ, cho em hỏi là sau Tết bắt đầu học vẽ thì đợt 2 có kịp không ạ? Tại em mới quyết định thi gần đây. Thi thiết kế đồ họa khối H. Em nói rõ là thi khối H nhưng mà H nào? H00 hay là H01 hay là H06? Tại vì cái đó nó cũng quan trọng lắm. Đợt 2 thì là theo dự đoán, phải dự đoán mà là theo cái dự kiến là đầu tháng 7 như mọi năm. Thì từ đây tới tháng 7, bây giờ tháng 2 rồi đúng không? Tết vô là mình 20 mấy tháng 2 nè. Thì còn mấy ngày coi như không tính đi. Tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6. Tháng 7 không tính đi, tại vì ngày 3 tháng 7 là thi rồi đúng không?
thì chúng ta chỉ còn có 4 tháng thôi. À, nếu như mà em thi khối H00 á, tức là hai môn vẽ như là trường mỹ thuật á, là em vẫn có thể học kịp, nhưng mà điều kiện là em phải học double lên, tức là người ta học trung bình là từ năm ngoái tới năm nay á, là người ta học tuần 3 buổi đi, hoặc là tuần 4 buổi cho hai môn đi, thì em phải học tệ lắm nha, không phải tuần 5 buổi hoặc là 6 buổi hoặc là nhiều hơn càng tốt, tại vì mình học tới hai môn. Bạn Khánh Đoan Nguyễn, còn nếu như mà em thi như trường như là kiến trúc hay là văn lang hay là sư phạm kỹ thuật văn văn đó, những trường mà chỉ thi một môn vẽ đi, thì học thoải mái em, tại vì một môn vẽ của mình là thiết kế đồ họa đúng không, sẽ là thi trang trí màu trong 4 tháng đó. Nếu như mà em học tuần 4 hoặc 5 buổi thì vẫn kịp bình thường. Tất nhiên là các bạn nào mà học sớm hơn em, người ta sẽ có nhiều gọi là cái lợi thế, tại vì học lâu hơn, người ta làm bài nhiều lần, còn mình thì học muộn và mình phải học rất là nhiều để bù đắp. Mà có một cái theo kinh nghiệm của mình á, như thế này, tại vì mỗi năm mình dạy á, mình dạy là đến nay cũng đã rất là nhiều lứa rồi, nếu mà tính sơ sơ mình không nhớ lắm, nhưng mà tính sơ sơ cũng 7-8 lứa rồi, thì nó như thế này nè, những bạn nào mà học lâu thường khi mà tới gần thi á, gần thi khoảng 3 tháng á, 3-4 tháng gì đó, thì các bạn hay có một tâm lý là tôi học lâu rồi, cho nên là những cái tháng đó các bạn tự nhiên bị trùng lại, bạn bị trùng lại nha, tâm lý bị trùng lại là học chậm chậm lại. Tất nhiên học chậm lại thì đúng thôi, nhưng mà đừng có để rớt cái phong độ của bạn học hay nghỉ á. Còn những cái bạn nào mà học mà gọi là cấp tốc như là bạn Khánh Đoan á, Khánh Đoan đúng không, thì lại có một cái tâm lý, mặc dù là mình có một cái bất lợi về cái thời gian, nhưng mà nó có tâm lý là tôi sẽ cố gắng, tôi sẽ quyết tâm, tôi sẽ ráng để kịp với các bạn, cho nên là các bạn đó học kinh lắm. Mình dạy biết các bạn đó học như là cố gắng hết sức luôn, mình thấy mình thương lắm luôn á. Nhiều lúc mình giao bài tập nha, là mình xin thêm bài tập để về nhà làm cho kịp, và cái tâm lý của bạn là không có sợ gì nữa, tại vì biết bản thân mình là nằm trong cái top mà nguy cơ, thì mình học muộn mà. Nhưng mà khi đi thi các bạn như là không sợ rớt, các bạn có đâu làm đó, các bạn gọi là cái tâm lý mà xả thân á, các bạn khi mà thi á, thì khi mà nhận điểm á, thì nó lại có cái bất ngờ là cái điểm rất là cao, tại vì tâm lý đó mình thi á, nhiều bạn á, tâm lý nói chung là tâm lý cũng là phần tất yếu đó, khi mà mình thi mà mình run tay run chân, mình lo lắng, tự nhiên mình không biết mình phải làm cái gì đó, cái đó là cái yếu điểm đó, nên là mọi người nhớ học thoải mái nha, không có vấn đề gì hết nha, nên học. Có chích cha cái bóng à, đây rồi, hết hồn, tưởng bay luôn cái bình luận rồi, đâu rồi ta, còn ai bình luận gì nữa không? À, Nguyễn Văn Nam, lì xì em nữa hả? Trời ơi, em giàu lắm Nam, em lì xì cho chị đi Nam. Trời ơi, chị nghèo lắm Nam. Cái gì Phúc, Momo gì đi mọi người, không có xài Momo. Ê coi, có ai hỏi gì nữa không? Trời ơi, bé xin slot lì xì, trời ơi, ai cũng xin lì xì, chắc cô nghèo mà quá. Hello Duy, hello Trường, Duy Trường. À, đúng rồi, Duy Trường đúng không? À, đây là bài của Duy Trường nè. Bài của ông nè. Bài của Duy Trường nè. Đó, cái bạn Duy Trường đó đó. Rồi, bình thường giờ này là Duy Trường đi học rồi. Đây thứ mấy ha? Nay là thứ 5, 3, 5, 7. Ở đây trường đi học nè. Nhưng mà bây giờ không có trường, nên lớp nghỉ rồi. Nhớ phát quá à. Hai Nga, nghe mẹ. Lì xì tình yêu của cô cho em thôi là em mãn nguyện rồi. À, khối H1 hả? Học thoải mái em, nhưng mà đừng có học ít quá nha. Trường này mà còn học tuần 2 buổi là không có cứu được nha. Cái đó phải hên xui nữa đó, thi là hên xui đó. Học lâu dẫn đến stress. Phát lo gì? Phát là năm 2025. Đó, các bạn nghe thấy tiếng gì không? Đó là một cái tiếng rất là thân thương, tiếng con quát của lớp, linh vật của lớp.
Con Bót đó là con chó để nó sủa, tim nó sủa rất là to mặc dù người rất là bé. Các bạn nghĩ rồi, các bạn có thấy nhớ con Bót không? Có ai hỏi gì nữa không? Cô ơi, cô có dạy online không ạ? Hai Trang thì cái câu hỏi mà hỏi mình có dạy online không á, thực sự là có nhiều bạn đó hỏi rồi thì không có. Trang ơi, cô không có dạy online tại vì không có thời gian, không có thời gian thật sự. Tại vì có một số bạn chia sẻ là nhà ở xa quá, ở tỉnh khác mà muốn học không đến lớp cô được, không có tới lớp được thì quá xa, khác tỉnh thì các bạn không có đi học được. Thứ hai, điều kiện các bạn thì kinh tế nó cũng không có phải là dư dả gì, cái đó hiểu chứ. Hồi xưa mình học á thì cũng phải tự học á, chứ không có đi học ở đâu được. Mà hồi đó các bạn biết là cái năm mà thời năm 2009 á đó, thời đó mình học á, không phải học, hồi đó mình là sinh viên năm nhất, 2009 á, sinh viên năm nhất cũng lâu rồi. Thì cái thời đó các bạn biết đó, thì không có internet nhiều như bây giờ. Các bạn bây giờ là các bạn may mắn lắm rồi đó, là nếu như các bạn không được học online thì các bạn vẫn có thể tham khảo những cái tư liệu, những cái tài liệu ở trên mạng khác đó. Còn thời của mình là nó không có được như vậy, nên mình phải tìm tư liệu qua sách và học qua những cái bạn khác và học qua thầy cô. Nói chung là cũng rất là khó. Quay lại đi, thì bạn hỏi có dạy online không thì nhiều người cũng hỏi, nhưng mà mình không có dạy được. Tại vì cái thời gian mà mình, ví dụ như là các bạn biết là mình có làm YouTube đúng không? Và cái lịch trình mà mình quay YouTube nó rất là chậm. Ví dụ như là 2 tuần mình mới đăng được cái video một lần. Một phần nữa là do gì biết không? Mình phải dạy. Thì cái lịch dạy của Nhi là chiều và tối liên tục, từ thứ hai đến chủ nhật là tối nghỉ, nhưng mà chiều thứ hai thứ bảy là chiều tối liên tục nè, đứng lớp nè, và sáng chiều chủ nhật mình không có thay thế được. Và cái buổi sáng mình phải làm những việc khác, và nếu mà có công việc như là quay video á, thì mình mới quay đó. Cho nên là có những cái mà mình muốn làm thêm, ví dụ như là dạy online cho các bạn đi, thì cũng khó tại vì không có thời gian. Mà nếu mà dạy chung cái thời gian mình dạy thì không có được, tại vì trên lớp cũng rất là đông và không thể nào mà mình quán xuyến hết được cái lớp dạy trên lớp và online được. Cho nên là chỉ có thể là giúp các bạn sửa bài trên group thôi, và cùng một số bạn khác, bạn nào biết thì chia sẻ giúp đỡ các bạn trên group thôi, chứ không có nhận gì online. Còn thực tế thì cũng có nói này các bạn đừng có trách, là tại vì mình cũng có hai đứa học, nhưng mà hai bé này nó học từ năm ngoái, mình hướng dẫn nó từ năm nó học tới 11, cho nên là mình vẫn còn hướng dẫn tới bây giờ, đến lúc thi luôn. Nhưng mà đến lúc chỉ có hai đứa thôi á, mà mình cũng không có quản hết được luôn á, tại vì cũng rất là bận. Nếu mà các bạn muốn học online về trang trí màu để thi vào các trường ở miền Nam như là kiến trúc mỹ thuật, trang trí màu nha, mỹ thuật hay là văn lang, sư phạm kỹ thuật đó, thì các bạn có thể thử hỏi đăng ký anh Nguyễn Văn Nam đang chat ở trên này thử coi có ảnh còn nhận hay không. Còn chứ mà giờ Nhi là Nhi không có dạy được, không biết năm sau thế nào nha, không biết tương lai thế nào. Nếu như mà sắp xếp được, nếu như mà Nhi có dư thời gian, tức là tìm được người có thể hỗ trợ Nhi trong việc quản lý lớp, thì mình vẫn muốn mở một lớp nhỏ nhỏ thôi, chứ không có nhận nhiều, chỉ nhận ít thôi, số lượng rất là hạn chế, để mình giúp đỡ các bạn nào mà ở xa. Những bạn ở xa Nhi mới nhận thôi nha, còn những bạn nào mà trong thành phố là thôi, các bạn nên đến lớp học để trực tiếp mình trao đổi với giáo viên, để trực tiếp sửa và để trực tiếp nghe mắng chửi, nghe la, thì cái đó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Tại vì nếu mà dạy online thì Nhi không dám la đâu, la sợ nó buồn, nó không có làm gì được, không có vẽ được. Nhưng mà trên lớp là sẵn sàng la nha, nhìn vậy thôi trên lớp là dữ lắm á. Ai hỏi gì không?
cái gì mà không chỉ chồng chị mà còn giỏi tính toán và nhìn lòng người, trời ơi. Nói chung là cái việc mà hình như là cái này là giống như là cái đặc tính chung của những người học vẽ, là khi mà mình học vẽ quá lâu, khi mình học vẽ quá lâu thì tự nhiên mình cái tính toán của mình nó bị chậm lại. Đúng không? Đúng không? Các bạn có thấy vậy không? Tự nhiên mình tính toán bị chậm lại, nhiều lúc mình biết như vậy nhưng mà cái não mình bị chậm lại. Cái đó tôi thừa nhận nha. Nhưng mà nhìn lòng người thì tôi nhìn được á. Năm nay hơi tăng ký, buồn ghê. Còn cái nữa nè. Năm mới rồi, ai cũng lớn rồi, ai cũng thêm một tuổi rồi. Các bạn chúc các bạn trưởng thành, chững chạc và cố gắng nhiều hơn ha. Ai nhắn tin nữa không? Ai hỏi gì không? Ủa, Võ Văn Kiệt học được nhiều thứ lắm. Thứ gì em? Đó, cái bạn Nga Nguyễn là bạn mà tôi hướng dẫn từ năm ngoái tới giờ. Hi hi nó chứ. Sâu mèo đi cô. À Thuận hả? Con mèo nó được lên trên lầu rồi. Tại vì ở dưới có con bóng. Nhà mình ngộ lắm, có hai chó, hai con mèo. Nhưng mà không bao giờ đụng nhau được. Nó như nước với lửa vậy đó. Và con chó ngày nào nó cũng lên lớp, nó cũng nghe giảng hết trơn á. À chào Hương Giang nha. Giọng cô dễ thương quá trời ơi. À đúng rồi, nói về giọng thì nếu các bạn tò mò, cái này là chia sẻ cá nhân nha. Nếu các bạn tò mò thì cái giọng của mình á, nó như thế này á, là do gì biết không? Thực tế, thực ra, sự thật, mình là người chăm. Mình là người chăm cho các bạn, cho nên là cái giọng của mình á, là nó sẽ pha lai giữa cái giọng chăm với lại giọng tiếng Kinh. Một phần trong máu mủ của mình thì cũng có dòng máu người Kinh, tại vì bà của mình là người Kinh, còn cộng lại thì ông bà mẹ của mình là người Chăm, cho nên là cái giọng nó hơi, một phần là do cái vị trí mình ở Phan Rang, cho nên cái giọng của mình á nó cũng là lai với miền Trung, và mình sinh sống ở miền Nam nhiều thì mình cũng cái lai giọng đó. Mình đen á là do cái làn da của mình nè, là nó không bao giờ trắng được, là mình là người Chăm cho nên là da nó hơi đen ha. Đúng không Hương Giang? Chơi đủ rồi chạy bài thôi. À mới nhớ, trước khi kết thúc cái buổi học mà nghỉ Tết á thì cô giáo có giao cho các em làm bài tập, đúng không? Các em nhớ làm nha. Chào Huỳnh Nhật Anh. À Châu Tấn Vinh hả? Yêu chào cô, lần đầu coi cô like xem tiếp trên YouTube của cô ít lắm, cảm ơn em. Nói chung là thì xuất phát từ tâm lý là không phải ai cũng được đi học, không phải ai cũng được tiếp xúc những cái kiến thức chuyên môn về cái môn mà mình học hay là thi, cho nên là mình quyết tâm làm một cái kênh YouTube nhỏ nhỏ giúp ích cho cái cộng đồng vẽ của mình thôi. Hai Việt nè. Cảm ơn Thuận nha, chúc em năm mới vui vẻ. Hiểu lời thôi. À có bạn Phạm Thùy Trang hỏi cái này nè. Cô ơi cho em hỏi là làm sao để có thể đánh bóng được dáng người? Em cứ đánh bị loạn. Dáng người đúng không em? Em thấy gì ta? Đồ họa hay hội họa em? Tại vì cái thi dáng người là chỉ có hiện tại là chỉ có trường mỹ thuật ở dưới thành phố Hồ Chí Minh là thi dáng người thôi. Và cái khoa đồ họa tạo hình nha, với khoa hội họa. Hai khoa đó là thi vẽ dáng người toàn thân nam thanh niên. Thì nếu như mà em vẽ dáng người á và em đánh bóng á thì em phải tuân thủ hai quy tắc. Thứ nhất là em phải đánh bóng theo khối. Cái thứ hai là em đánh bóng theo sân tối lớn. À ngược lại lúc em đánh bóng theo sân tối lớn và em đánh bóng theo khối. Cái khối mà nó như thế nào, đi hướng nào thì em đi theo hướng đó thì sẽ dễ tạo khối hơn. Cái này thì em
chắc phải làm cái video á, không biết diễn tả sao. Ví dụ như là cái tay dài này đi, em đừng có đánh theo chiều này hoài, đừng có đánh chiều này hoài. Đánh chiều này là em để tạo sắc độ thôi, nhưng mà khi em muốn tạo khối mà tốt á thì em đánh theo hướng sáng lên nè. Ví dụ nha, ví dụ nha đó, ví dụ phần phần mặt đi mà cái nó như vậy đi, cái khối mình nó như vậy đúng không, thì khi em tạo độ á, bước một là sẽ lớn á, thì em đánh thế nào cũng được, nhưng mà khi cái bước lớp những cuối cùng á, thì em đánh hướng khối. Ví dụ mặt đi xuống đúng không, thì em đánh xéo xuống như này nè, thì nó sẽ dễ tạo khối hơn. Gợi ý như vậy đó. Và đặc biệt là tuân thủ sáng tối lớn. Nếu mà một bài mình sáng tối lớn không rõ thì dù em có đánh nét đẹp như thế nào thì nó cũng không có mang lại hiệu quả, và tất nhiên cái điểm sẽ không được cao. Hai việc Phú Việt hả? Cô ở quận Thủ Đức, khúc cầu Bình Lợi, Bình Triệu á, ngã tư Bình Triệu á. Thì nếu như mà em muốn coi cái vị trí lớp thì em có thể lên Google Maps, em search Fit Studio, nó sẽ định vị cái vị trí của lớp cho em coi. Nếu mà gần thì em tới đi học, còn không thân gần thì thôi. Các bạn cứ hỏi thoải mái nha, giống như là bữa nay mình giao lưu chia sẻ thôi. Em học ở miền Bắc nhưng muốn thi ở Thành phố Hồ Chí Minh thì sao ạ? Lê Mạnh Đạt, em thi cái trường nào em? Em thi cái trường nào và em thi môn nào? Cô kêu lô tô đi cô. Trời ơi, thằng trường nó kêu mình hô lô tô online kìa mọi người, chấp nhận được không? Kèm xì dách nữa chứ. Huy Quang hỏi là thi trường mỹ thuật là thi bài trang trí màu với cái gì ạ? Thi trường mỹ thuật thì nó có rất là nhiều ngành, hình như là nó có 5 ngành. 5 ngành. Ví dụ như là cái ngành mà nó phổ biến như là thiết kế đồ họa nè, hội họa nè, đồ họa nè. Ngành vẽ nha. Thì mình sẽ ví dụ như là hội họa với đồ họa là thi giống nhau. Đồ họa khác thiết kế đồ họa nha các em, mình có làm một cái video phân biệt giữa hai cái ngành đó, tại vì một số bạn phải rất là nhiều bạn là nhầm lẫn giữa hai cái này. Thì với đồ họa thì mình sẽ thì vẽ dáng người toàn thân nam và môn bố cục màu. Bố cục màu là bố cục sinh hoạt người á, vẽ người và sinh bố cục sinh hoạt á. Nếu mà các bạn thi thiết kế đồ họa thì mình sẽ thi trang trí màu và vẽ chân dung giống như các bạn phía sau lưng mình nè. Nếu các bạn mà thi sư phạm mỹ thuật thì các bạn sẽ thi chân dung như thế này và một môn bố cục màu, nó sẽ giống cái môn mà thi bên hội họa với lại đồ họa. Nếu các bạn thi điêu khắc thì phải thi tượng rồi, thi bạn điêu khắc tượng và làm phù điêu rồi. Còn một cái ngành nữa là phê bình lý luận mỹ thuật gì đó là các bạn vẽ tượng và các bạn làm một bài bố cục. Thì cái ngành đó thì ít ai tham gia thi cái đó, cũng có nhưng mà ít. Để coi ai hỏi gì nữa nè. Trời ơi, trên lớp tổn thương học sinh lắm, làm gì có. Giữ thì có giữ, không có tổn thương nha. Nghe cô la thích lắm mọi người. Edogawa hoài thương ha, thích lắm ha. Chị có nhận online không ạ? Không có rồi mọi Thảo ơi, hiện tại thì là không nha, tại vì không có thời gian rồi. Bạn Châu Tấn Vinh hỏi như thế này mọi người. Cô ơi, năm nay em thi trang trí màu, cho em hỏi là em cắt điệu được họa tiết rồi mà em không có biết tô màu như thế nào luôn. À, cái đó câu hỏi hay đó. Ví dụ như là mình sau khi mình cắt điệu nha, một cái họa tiết đúng không, thì khi cắt điệu mình chú ý nè, cắt điệu làm sao mà cho nó mảng miếng, mình ưu tiên cắt điệu mảng to trước, mảng nhỏ sau, rồi sau đó mới lên chi tiết. Hoàn thiện cái đó rồi nha, tại vì nó rất là nhiều mảng cho nên là các bạn không biết là mình phải tô màu như thế nào đúng không. Đầu tiên các bạn nên đi đen trắng trước, khuyên là như vậy. Mình khuyên là các bạn nên can cái hình đó ra bên cạnh và mình sẽ tô sắc độ cho nó trước để mình kiểm soát sắc độ của nó, coi là nên đậm từ đâu tới đâu. Các mảng gần nhau á thì mình sẽ nên chuyển cho nó sáng từ từ hoặc là tối từ từ thì nó sẽ đẹp, nó sẽ mịn. Khi mà mình kiểm soát được là cái sắc độ trong bài nó trong bài cái họa tiết đó là nó ổn rồi thì mình mới lên màu. Dựa theo sắc độ đó mình lên màu theo gam, ví dụ như là gam tương phản, tương đồng, gam nóng, gam lạnh. Và mình khuyên các bạn là khi mà mình tô màu theo gam á, tại vì mình tô màu là để mình tìm cái gam màu đẹp, thứ hai nữa là để cho
thử nghiệm nhiều những cái loại mà nó mới. Thì nếu các bạn tô màu thì nên làm tô ít nhất là một cái nóng hoặc cái lạnh, và hai cái tương phản, ít nhất là hai cái tương phản. Tại vì đi thi á thì người ta sẽ chuộng màu tương phản, cái này mình nói thật kinh nghiệm thương trường, nếu mà mình tô gam màu trung tính thì cũng được. Nhưng mà phải tô làm sao khéo, tại vì cái màu trung tính mà khi mà mình bày cái màu ra, người ta chấm bài á, không phải là người ta nhìn cái bài mình như thế này đâu, mà người ta sẽ bày bài ra giống vậy nè, và người ta đứng xa người ta chấm, thì cái bài nào mà nó lướt nhìn vô ấn tượng về màu, về sự tươi sáng nè, về sự bắt mắt nè, về sự rõ chính phụ, thì để được điều đó thì những cái màu tương phản nó sẽ làm rất là tốt về vai trò đó. Thì mình sẽ sử dụng gam màu tương phản. Nếu như đề không yêu cầu gam màu nha, thì mình nên ưu tiên sử dụng gam màu tương phản và mình tô lên bài khi mình làm. Cho nên là để làm được đó thì mình bây giờ ngay bây giờ mình sẽ tập tô màu cho họa tiết hoặc là tô bài theo gam tương phản nhiều lên để mình quen màu, thuộc màu luôn. Đó thì em Vinh đúng không? Em nên như vậy, em nên làm đen trắng trước. Chọn một vị trí trong cái con vật đó hoặc là đồ vật đó hoặc là cái hoa đó, nói chung là họa tiết đó, từ cái chọn cái tâm đó, cái chỗ đó là đậm trước. Em tô từ ban nhạc nha, tô đậm trước, sau đó mình chuyển từ 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 ra sáng, từ từ ra. Thì trong cái họa tiết của mình để cho nó đẹp á thì em nên tô là phải có một cái sáng nhất là nó nghiêng hẳn về màu trắng, phải có một cái mảng tối nhất nghiêng hẳn về màu đen, và rất 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 nhiều màu là nó hơi gam, hơi 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 tương phản, phải rất rất nhiều màu là nó tương phản, thì nó đảm bảo là có sáng nhất, có tối nhất, có nhiều tương phản, thì cái họa tiết mình nó sẽ đẹp. Và khi lên màu mình dựa vào đen trắng đó mình lên màu thì mình đỡ bị phải suy nghĩ à chỗ này đậm hay là nhạt đây, mà mình chỉ cần suy nghĩ à tôi biết chỗ này đậm rồi, tôi sẽ hay sao, tôi sẽ pha cái màu mà tôi muốn lên cho đó. Nếu mà các bạn muốn hiểu hiểu sâu hơn nha thì mình chia sẻ luôn, tại vì sợ là 8 giờ các bạn coi Táo Quân các bạn bỏ rơi mình mất, có không ta? Thì nếu mà em chia sẻ cho Vinh nghe nha, cho Tấn Vinh, còn các bạn nào muốn nghe thì cái mình cứ nghe ha. Khi mà mình lên màu á thì các bạn nhớ nè, nếu mình đi gam gam nóng đi, cái con đó là gam nóng đi, thì cái màu tối nhất của cái gam nóng con đó nên cho một ít màu lạnh vào, nên cho một ít màu lạnh vào, thì cái màu đó nó sẽ sao, nó tối đúng không? Tất nhiên phải có đen nha, phải có đen. Cái người ta sản xuất màu đen ra không phải là xài riêng trong cái môn này, mà là dùng màu đen đó để pha với những cái màu khác để tạo cái độ tối cho bài. Những cái màu tối trong bài ấy, nó yêu cầu phải là vừa tối mà vừa trầm, chứ màu sáng trong bài, tức là điểm nhấn trong bài của em ấy, là phải vừa sáng vừa tươi. Cho nên là trong cái mảng tốt nhất đi màu nha là phải có màu đen. Và ví dụ em đi gam nóng đi thì phải có màu lạnh trong đó, còn nếu mà em đi gam gam lạnh á, thì phải pha một chút màu nóng vô trong đó để cái màu đó nó trầm xuống, còn và mình thêm màu đen mục đích để cho màu nó tối xuống. Rồi em pha đó đúng không? Cái mảng sáng thứ hai á bắt buộc phải có trắng, tất nhiên là cái độ trắng nó sẽ ít, rồi càng sáng lên thì càng nhiều trắng lên. Và để tránh trường hợp màu bị bạc hoặc là bị gì ta, bạc với lại gì ta quên mất tiêu rồi, tự nhiên quên. Bạc với lại gọi là đơn sắc, thì khi mà mình cộng trắng cho nó sáng lên nó mới sáng được độ thôi. Để nó không bị đơn sắc thì mình sao, các bạn biết không, các ai biết không, cộng trắng và cộng màu sáng hơn cùng gam hoặc là tương phản cũng được, để cho nó vừa sáng và vừa chuyển sắc nha, vừa có độ chuyển chuyển sắc độ mà vừa chuyển sắc màu nữa, thì cái màu mình sẽ đẹp. Nhớ cái đó là được, cái đó là cái cốt lõi nha, trong việc pha và tô màu. Tất nhiên mà khi mà pha và tô màu trên một cái bài luôn thì nó sẽ có những cái nguyên tắc khác đó, thì nếu như các bạn muốn biết nguyên tắc thế nào thì nó nhiều quá, thì trong cái buổi hôm nay này thì không thể nói hết được. Chỉ có thể là hoặc là sẽ có một buổi live chuyên môn về cái phần hướng dẫn chỗ đó, hoặc là mình quay video làm YouTube. Thì các bạn muốn như thế nào thì các bạn có thể comment ha, gợi ý ha. Ơi, trả lời cho Vinh rồi nha, bây giờ tới ai đây? Trường Mỹ thuật Công nghiệp với Kiến trúc Hà Nội thì cái nào hơn ạ? Cái này là mình không có ở khu vực đó, cho nên là mình không có nắm được là cái trường nào hơn cái trường nào. Và cái trường nào, em phải hỏi rõ nữa là cái ngành nào. Tại vì mỗi trường nó sẽ có một cái ngành chủ chốt,
Cho nên là hỏi hỏi em hãy hỏi rõ hơn nữa là ngành nào đó. Rồi tất nhiên là mình không ở đó nữa, thật là mình không có nắm rõ về phần này, cho nên là nhường cái câu trả lời này cho người khác nha. À, bạn Long Nguyễn có hỏi là trường mỹ thuật công nghiệp với trường kiến trúc Hà Nội thì cái nào hơn ạ? À? Thì trong group mình có bạn nào biết á, các bạn nào thấy thì có thể trả lời bạn Long Nguyễn nha, giúp mình nha. Hai Hoàng Thị Thúy Hường nào. Trời ơi, nó vô nó comment trên Loto cho kéo bà chị dắt không à. Hai chào Nara Hát Liên. Mà mình cứ hỏi nha, tối nay mình rảnh lắm. À, Châu Tấn Vinh lại hỏi nè, Đại học Kiến trúc Hồ Chí Minh xét tuyển học bạ thì xét tuyển với ưu tiên xét tuyển nhau khác nhau và chênh lệch nhau như thế nào? Xét học bạ và xét tuyển với ưu tiên xét tuyển khác nhau và chênh lệch nhau như thế nào? Khác chứ, chắc chắn là khác rồi. Tại vì các bạn nào mà được ưu tiên xét tuyển là những bạn mà nằm trong diện mà học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp tỉnh gì đó, hay là thi Olympic này nọ thì người ta không không cần phải có, người ta tuyển luôn á, người ta tuyển luôn, chỉ cần bạn trường nào ở phải rồi cái ngành nào mà không có thi bảy á, người ta sẽ lấy cái điểm đó người ta tuyển thẳng luôn á. Còn cái bạn nào mà cũng có nằm trong cái diện mà ưu tiên xét tuyển nha, mà phải thi bảy á, thì phải coi lại điểm và coi lại cái điểm điểm vẽ của mình nữa. Còn cái xét tuyển mà học bạ thì các bạn thấy rồi đó, thì bạn đọc kỹ đi, thì có cái điểm tối thiểu bao nhiêu mấy mấy chấm á thì mình sẽ được xét. Nên tất nhiên nó sẽ không bằng cái việc mà được xét tuyển thẳng, và nó khác một chỗ nữa là cái phần trăm tuyển sinh nó sẽ khác một tí. Nói chung là nó cũng rắc rối chỗ đó, với lại mình không nằm trong cái bang đó mình không biết. Bạn Hạnh Nguyễn có hỏi là làm thế nào để bài làm bài chuyển màu ạ? À? Trong bài chia ô hình vuông để luyện màu ấy ạ? À? À, cái này là mình có live stream một lần, mình nhớ là 5 năm rồi hay gì nè, mình có live stream về cách làm bài chuyển màu kiểu dạng giống như trò chơi plan đầu cư á, thì mình có up trên YouTube á, thì có gì Hạnh Nguyễn Hạnh Nguyên hả? Hạnh Hạnh Nguyên đúng không? Có thể lên YouTube ha, tìm đúng cái bài chuyển màu, em cái bấm từ khóa bài chuyển màu là em lướt trong cái album của kênh của Nhi á, thì em coi có cái phần giới thiệu làm sao để làm cái bài đó, thì bài đó hay lắm á. Cái bài đó dành cho những bạn nào học xong cái bài vòng thuần sắc hoặc là học xong cái bài họa sắc, thì mình sẽ làm cái bài đó để cho mình nghiên cứu về cách chuyển màu, để hiểu là cái màu đó, để quen mặt cái màu đó khi mà chuyển những màu này màu kia thì sẽ ra như thế nào, giống như là một cái tư liệu thôi. Em làm xong thì đó là tư liệu của em, cái màu của em dùng cái đó để sau này em áp dụng vào việc là tô họa tiết hoặc là tô bài vẽ luôn. Bạn Nara hỏi là cô ơi cho con hỏi một bài trang trí thường giới hạn bao nhiêu màu ạ, để dễ hiểu chứ cả. Cái này là mình có nói rồi nha, nhưng mà xin nói lại thì một bài trang trí á, là giới hạn tối đa là 5 màu, 5 màu ít nhất là 3 màu và tối đa là 5 màu. Nhưng mà có cái này mới khó nè, làm sao để biết 3 màu với 5 màu, làm sao để biết nó bao nhiêu màu, cái đó khó á. Tại vì sao, một số bạn hay hiểu thế này, à 5 màu là cái ô này tôi thấy màu xanh nó hơi lá này, cái ô này tôi thấy màu xanh lá nhưng mà nó lá đậm hơn này, thì đó là 2 màu. À, không phải vậy, không phải vậy nha. Hoặc là các bạn nghĩ như thế này, 5 màu tức là cái hũ tôi lấy màu đó tôi pha vô bài, tôi pha đến vô bài thì tôi lấy một hũ đó gọi là màu, hoặc là tôi lấy một cái hũ khác bỏ pha vô vô bài của mình á thì là màu. À, cái đó cũng không phải. À, 5 màu đây là mình sẽ hiểu là 5 hệ màu, ví dụ như là hệ màu xanh lá thì có rất là nhiều màu xanh lá, ví dụ như cái áo như nè màu xanh, xanh rêu nè, nó hơi lá lá này,
hoặc là cái váy ăn mặc nè, không thấy à, đó thì nó cũng là xanh lá đậm, thì nó được tính là một hệ. Hoặc là cái áo của Nhi là nó màu xanh hơi dương nè, nó là khác hệ với thằng này. Ví dụ hiện tại bây giờ Nhi đang hai màu, người đường sắt hả, người có hai màu thôi, đó là đang thế hệ nha, là đang hai màu. Hoặc là ví dụ như hệ cam thì có rất là nhiều hệ cam, mình ví dụ cam hồng, cam sáng, cam pha tím, cam pha đỏ, cam pha vàng, cam pha đen trắng, cam pha cái gì đó, miễn sao cái màu cam của mình là màu chủ đạo thì nó vẫn được tính là một hệ màu cam. Thì em cứ thế mà em tính trong bài em bao nhiêu màu. Tất nhiên nếu như mà mình pha màu mà mình biết cách gọi là tạo ra một trung gian cho các màu trong bài á, thì mình muốn vượt qua năm màu cũng khó. Còn nếu mà mình không biết cách mà mình cứ mình pha cái màu vàng và nguyên mình chọn vô bài, mình pha màu cam nguyên mình chọn vô bài, mình pha màu tím nguyên mình chọn vô bài, mình pha màu xanh lá nguyên nguyên gì đó, hơi nguyên nguyên là cái màu nó hơi giống trong một màu sắc á, mình chọn vô bài á thì nó sẽ dễ hơn năm màu. Và mình không biết cách lấy những cái màu có sẵn trong bài đó mình phối lại với nhau tạo ra màu mới thì tất nhiên là mình dễ bị hơn năm màu. Và nếu mà nó hơn như vậy thì cái màu mình nó bị sao, nó sẽ bị loạn, đúng không? Để coi bạn đang hỏi nữa nè, mọi người cứ hỏi thoải mái nha. Thời trang hả, Long Nguyễn hỏi gì ta quên mất tiêu rồi. Long Nguyễn hỏi gì về thời trang ta? Bạn Huy Quang có hỏi là thi thiết kế đồ họa trường kiến trúc mà combo 3 môn 7 điểm thì có khó, thì có khó có khả năng đậu vào phải không chị? Tại em nghe thầy em nói thì bài kiến trúc nó khó lắm. Đây, kể cho mọi người nghe. Huy đúng không? Đúng rồi em. Nếu mà trường khác á thì mình cũng có khả năng đậu á. Nhưng mà trường kiến trúc nó cạnh nó khốc liệt lắm. Tại vì khi mà mình cũng phải thôi, tại vì khi mà mình nghĩ tới thi cái ngành mà ví dụ như kiến trúc hay là thiết kế đồ họa, những cái ngành mà nó nhiều người thi ấy nha, tất nhiên với người khác, thì người ta sẽ nghĩ kiến trúc đầu tiên và người ta thi vào đó thì cái tỷ lệ chọi rất là cao. Năm ngoái có học trò của Nhi là 3 môn đều 8 điểm là tự tin là đậu rồi đó, tự tin đậu kiến trúc rồi đó. 3 của 1, 3 con là 8 điểm là khả năng là 80% là đậu rồi đó. Nhưng mà kết quả thì thiếu nửa điểm, 3 con 8 điểm, rất là buồn. Bạn biết sao giờ, cố gắng hết sức rồi. Cho nên là nếu như em muốn tự tin hoặc là muốn cái khả năng đọc cao hơn thì em phải cố gắng phải 8 hoặc là trên 8, hoặc là nếu như em có được cộng điểm vùng gì đó thì nó sẽ cứu vớt đời em một chút đó. Không biết là em có được cộng điểm không, cho nên là nếu để cố gắng thì mình nên là cao hơn 7 điểm nha, tại vì cái tỷ lệ chọn rất là cao. Còn nếu mà 3 con 7 điểm mà thi trường đại học mỹ thuật á thì cũng có là cái, chị nghĩ là cái khả năng đậu sẽ cao hơn, tại vì cái tỷ lệ chọi nó sẽ ít hơn đó. Với lại trường mỹ thuật á, khi mà người ta công bố điểm chuẩn á, người ta sẽ dựa theo cái khu vực nữa. Còn kiến trúc là khi mà công bố điểm chuẩn á, nó không dựa theo khu vực. Ví dụ như nha, em ở khu vực 3, em ở khu vực 1, em ở khu vực 2 thì cái điểm chuẩn nó sẽ chênh lệch nhau một chút. Ví dụ như là khu vực mà ở thành phố á, thì cái điểm chuẩn sẽ cao nhất. Ví dụ như là thiết kế đồ họa đi, trường mỹ thuật nha, trường đại học mỹ thuật Hồ Chí Minh nha, thì cái điểm chuẩn ví dụ nha điểm chuẩn của cái ngành thiết kế đồ họa là khu vực 3, khu vực thành phố đi, ví dụ nha, con số cho đại thôi, là 28 điểm đi, thì lùi xuống tí là khu vực 2 nông thôn nó sẽ là 27.5. Ở khu vực mà vùng sâu vùng xa hải đảo á, thì người ta giảm xuống còn là 27. Cho nên là nếu như mà mình ở những khu vực mà nó được ưu tiên, hoặc là những khu vực mà được cộng điểm, nó vừa ưu tiên vừa cộng điểm á, thì cái khả năng mà khi mà em thi 3 con 7 điểm á, thì sẽ có khả năng đậu cao hơn là trường kiến trúc. Còn nếu mà trường trúc á, thì thấy là các bạn học một môn toán văn kinh khủng lắm, toàn là 90 không à, đáng sợ lắm. Cho nên là để 3 con 7 điểm mà đậu kiến trúc á, thì cũng hơi khó, nên là em phải cố gắng nhiều hơn nha. Thầy nói đúng á. Bạn Vinh hỏi là cô ơi sẵn cho em hỏi rằng nếu vậy khi vào phòng thi mình vẽ cách điệu xong bài
Rồi mình có bí quyết nào để xác định các màu cần tô lên bài một cách nhanh và chính xác không ạ? À, tất nhiên rồi. Có hai cái điều mà các bạn phải chuẩn bị trước để thi cho nhanh, để tô bài thi cho nhanh, đó là tại vì trường nó không cấm việc mình pha màu sẵn ở nhà, cho nên là trước một buổi tối mình đi thi á, mà Nhi nghĩ là mình nên pha màu vào buổi sáng, buổi chiều, ban ngày á, thì cái màu mình nhìn nó dễ hơn. Còn buổi tối mình nhìn màu nó khó, nó cái gì nó cũng bị sậm lại một chút hết á. Thì các bạn, nói chung là trước một ngày các bạn thi, tại vì sắp tới cũng thi rồi đúng không? Tại vì tháng 3 là hồ sơ đợt 4 nha, tháng 4 là đã thi rồi, cho mình chỉ còn một tháng thôi. Thì các bạn nè, mình sẽ pha sẵn màu trước, pha theo cái màu mà mình thường xuyên hay tô trên lớp, và mình thấy mình pha cái màu đó, mình tô màu đó nó hợp mình, và mình thấy mình pha màu đó đẹp, mình quen cái màu đó rồi, thì mình sẽ pha sẵn những cái màu đó trước khi đi thi vào cái hũ mới nha. Nhưng mà cũng có một lời khuyên nho nhỏ về cái vấn đề này, là các bạn khi mà pha màu sẵn á, thì mình không nên pha quá nhiều màu. Tại vì nếu mà pha quá nhiều màu, ví dụ như là mình có 5 màu đi, pha 5 màu đi, mà cái màu nó cách nhau nhiều á, không nên như vậy. Tại vì sao? Mình dễ phụ thuộc vào những màu ở giữa nè, ví dụ màu nền nè, màu sáng nhất nè. Theo như kinh nghiệm của Như nha, thì mình chỉ nên pha màu nền là màu tối nhất và màu sáng nhất mà mình muốn. Còn những màu trung gian á, một màu thôi, chọn một màu thôi, là cái màu gì đó mà mình nghĩ nếu mà tôi pha lại cái màu đó trong phòng thi, tôi pha lại không có được đẹp như là trên lớp, thì tôi sẽ pha sẵn đó trước. Vậy thôi nha, hết nha. Không nên pha màu dư giữa. Tại vì sao? Mình dễ phụ thuộc vào nó. Mình thấy màu tôi pha sẵn rồi, tôi đắp vô bài luôn. Nhưng mà mình phải coi là cái màu đó lúc đó khi mà đắp vô bài nó có chuyển được màu hay không nữa, đắp vô mà không chuyển gì hay không, đúng không? Hoặc nếu như các bạn đã quyết tâm pha nhiều màu thì mình pha hết luôn, mình pha hết sắc độ luôn, không nhiều sắc độ mà pha hết cái hệ màu luôn, đã làm tới bến. Còn không thì pha ba màu thôi, đó là màu nền, màu sáng nhất và màu ở giữa mà mình nghĩ là cái màu đó mình khi mà pha lại nó sẽ không không dễ đẹp, mình pha sẵn trước là như vậy nha. Và thứ hai, để mà mình tô nhanh, để mà hỏi là bí quyết nào để xác định các màu cần tô lên bài, thì tất nhiên là mình phải luyện trước ấy, luyện trước khi thi rất là nhiều. Mình luyện cái gam màu đó, mình thuộc gam màu đó và mình bê vô bài luôn thôi, đúng không? Tại vì đề thi là thường thường nha, 10 đề thi là 9 đề là không yêu cầu gam màu. Tất nhiên xui xui có năm nó yêu cầu gam màu, ví dụ năm cái gì mà vẽ cái khăn á, cách điều cái trang trí khăn á, là nó yêu cầu là một cái bên là gam lạnh, một bên là gam nóng, thì đó là thôi xui rồi. Thì các bạn nên phòng thủ trước, là thứ nhất là chọn một cái màu mà mình thích và mình vẽ đẹp, thủ trước mình thuộc mình nhớ luôn, và khi đi thi mình pha sẵn màu đó luôn, và thủ một ngầm thủ các màu khác, mình phải biết hết các màu khác. Nếu như đề nó yêu cầu gam màu thì mình còn có cái để đối phó chứ, đúng không? Rồi qua câu hỏi của bạn khác nha. Chắc nói chung là bạn An hỏi là cách điệu thế nào để họa tiết không bị sến ạ? Cách điệu thế nào để họa tiết bị sến? Rồi cái này cũng hay đó các bạn, tại vì để cách điệu cái họa tiết mà không bị sến, không bị nhàm chán, không bị cảm giác là nó vụn vặt quá, thì các bạn nên ưu tiên mảng lớn nè, đúng không? Cách điệu theo form trước và ưu tiên chia mảng lớn. Những cái mảng nào nó thể nối ra được mình nối, mà đừng có chia vụn quá nha. Chỉ một tức là mình nói nó đại. Thứ hai nữa là sau đó mình mới để ý tới cái mảng nhỏ hơn, và sau đó mới lên tiểu tiết. Cái thứ hai, khi mình cắt điệu á, thì các bạn nên xen kẽ giữa những đường thẳng với đường cong. Ví dụ như là cái họa tiết đó mình chủ đạo là những đường cong thì mình nên xen kẽ những cái đường thẳng vào, hoặc là cái họa tiết đó chủ đạo là những đường thẳng thì mình nên xen kẽ những đường cong vào, để cho nó thay đổi, để cho nó có nhiều cái sự khác biệt, mình nhìn sẽ không bị nhàm chán nha. Tất nhiên là sẽ không bị sến. Nguyễn Trinh hỏi là cô ơi cho em hỏi kỹ thuật gam màu làm như thế nào ạ? Kỹ thuật gam màu tức là bạn hỏi là những cái màu trung gian mà được pha ra bởi các màu đặt chồng lên nhau, đúng không? Cái mảng chồng, đúng không? Cái này là giống như là một cái kiến thức riêng vì mình sẽ dùng để dạy các bạn trong lớp, nhưng mà nếu như các bạn đã hỏi rồi thì mình sẽ chia sẻ luôn.
đó là cái quy tắc mà mình phối các màu giao, phối các màu giao nhau nha, cái màu mà trung gian á, dụ như có mảng A với mảng B đặt chồng lên nhau và tạo ra mảng AB ở giữa đi, thì chúng ta có hai cách. Thứ nhất là chúng ta sẽ lấy cái màu A cộng với màu B, cứ lấy đúng cái đó cộng lại đặt vô là cộng lại là ra được cái màu ở giữa. Tùy theo sở thích của mình là mình muốn màu A nhiều hơn hay màu B nhiều hơn. Và cách thứ hai là mình làm cho cái màu ở giữa đó nó khác biệt đi. Ví dụ cái màu ở giữa nó là màu C, nó phải là về vẫn được nha, vẫn được khi nào đó là trong cái màu C đó nó có một chút màu A và một chút màu B, hoặc chỉ cần một chút màu A bỏ vô hoặc là chỉ cần một chút màu C bỏ vô vẫn được. Nhưng các bạn nên nhớ rằng không phải mình thích làm cái gì mình làm đâu, tại vì dùng cách thứ nhất đi, một A cộng một B ra một AB đi, thì mình làm ở đâu cũng được, mình đặt vào mảng nào cũng được, đúng không? Tại cái màu ở giữa sẽ là màu trung gian. Nhưng mà cách thứ hai mà như chỉ á, thì mình chỉ nên áp dụng vào cái chỗ nào mà mình muốn người ta hướng mắt vô đó thì mình sẽ cho cái màu đó vô. Ví dụ như họa tiết chính, ví dụ như đang đang cái chuyển màu rất là bình thường đi, đang chuyển nhẹ nhàng đi, nhưng mà muốn cái chỗ đó mình nhấn lên cho người ta thấy vô đó đi, thì mình sử dụng cái cách thứ hai mà mình mà như nói đó là tập cái màu C vào, mà trong màu C chỉ cần có một chút màu A và B, hoặc là chỉ cần một A vô hoặc là chỉ cần một B vô nó vẫn được, và nó giống như là cái cách mà tạo điểm nhấn vậy đó, tạo sự khác biệt, nó sẽ tạo điểm nhấn vậy đó đó. Thì mình có hai cách đúng không? Độ sáng tối thì tùy mình đó, mình màu như thế còn sáng tối là tùy mình. Cô ơi, cô có làm video vẽ người full body đó cô? À, cô ơi, cô có làm video vẽ về người phong mạng full body đó cô? Vẽ người full body là nó sẽ rất là tốn thời gian và phải có người mẫu nữa. Thì coi. Cảm ơn em. Không có gì đâu Vinh ơi, cũng đang rảnh nè, cũng đang nhớ mọi người cho nên mới làm thế này thôi. Coi bạn nào hỏi đúng không? Bạn Hoàng Thị Thúy Hương, làm sao để tạo màu lạ? Thứ nhất là mình tạo màu lạ đó thì mình phải phân biệt là nó khác với màu thường là như thế nào, đúng không? Màu thường là màu thế nào các bạn? Nó là màu nào? Có ai trả lời được câu hỏi này không? Có ai trả lời câu hỏi này không? Bây giờ coi, mình sẽ đợi câu hỏi này trả lời ở phần cuối nha, để coi ai có thể trả lời được câu hỏi này. Rồi mình sẽ nói tóm gọn lại. Để coi bao nhiêu pin, trời ơi, 100, chết tôi rồi. Chết tôi rồi. Thôi để nhanh nhanh nào, không nó tắt hết bà luôn. Nếu thi trường Tôn Đức Thắng thì vẽ có khó không ạ? Không khó đâu em, không khó đâu. Nếu mà thi tĩnh vật á, thì nó sẽ đặt rất là nhiều đồ vật lên. Thi vẽ màu thì cũng không khó đâu. Thì tiêu chuẩn của trường Tôn Đức Thắng á, thì vẽ là tụi em phải từ 6 điểm trở lên là điểm 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 mà để đủ xét á. Mấy trường khác là 5 điểm đúng không? Thì trường Tôn Đức Thắng là 6 điểm trở lên nha. Nhưng mà nghe có vẻ khó nhưng mà thực tế là cũng không hề khó, người ta chấm điểm cũng cũng không có gắt đâu, cái mình dễ đó, nên thoải mái lên em. Còn 1 tháng nữa con lo quá. Đúng rồi, nếu mà các bạn nào mà thi đợt 1 thì chúng ta chỉ còn tầm 1 tháng hơn một tí luôn, tại vì tháng 4 đi rồi, nếu mà không có gì xảy ra nha. Còn các bạn đợt 2 thì tháng 7 đó. Dạ cô ơi, cô có chấm điểm đại học không cô? Không có, mình không có chấm điểm đại học nha, tại vì mình không có dạy trường nào hết, mình chỉ dạy ở lớp mình thôi. Trời ơi, cô Nhi ơi, gọi tên Lý Chào thầy Trần Đức Chinh, thầy dạy ở bên trường bên lớp Unity Art nhé. Thầy dạy ở trường bên ngoài Bắc, các trường mỹ thuật nghệ thuật ở Hà Nội. Các bạn, các bạn nào mà muốn học thi vẽ vào các trường ở Hà Nội như là Đại học Kiến trúc, Đại học
mỹ thuật công nghiệp, vân vân và vân vân. Các bạn có thể liên hệ với thầy Trần Đức Chính nha. Unity Art á, cô cho em hỏi ngu một xíu là thi đại học kiến trúc đợt 1 hay đợt 2 cho mình chọn đúng không cô, hay ai cũng phải thi đợt 1 còn đợt 2 là cho những bạn ở chủ dịch à? À cái này nè, nếu như các bạn là xét bằng điểm trung học phổ thông á, để mình nhớ coi, nói chung là cái đó nha, còn cái trường hợp khác thì hiện tại chưa nhớ, chúng mình chưa xác định đúng hay không thì mình không dám nói nha. Thì các bạn có thể thi đợt 1 đợt 2 cũng được nha. Nếu mà đợt 1 các bạn thấy điểm cao á, thì mình có thể không cần thi đợt 2 hoặc là thi cả hai luôn, điểm nào cao mình lấy. Còn các bạn nào mà xét tuyển thẳng mà có thi môn 7 hay này nọ, các bạn mà nhóm 1, 2, 3 vậy đó, các bạn phải bắt buộc thi đợt 1 nha. Đó là năm ngoái như vậy. Còn năm nay mà có bắt hay không mình cũng chưa chắc nha, tại vì chưa thấy công bố. Nhưng mà năm ngoái là như vậy nha. Còn các bạn nào mà xét bằng điểm trung phổ thông á, thì các bạn có thể thi cả hai đợt. Mà theo kinh nghiệm là đợt 1 chấm dễ hơn đợt 2. Trời ơi, Trần Minh nhớ cô, có không không, chứ con không nhớ cô. Trời ơi, Minh mập, Trần Minh khối chuối, ghét không? Chị ghét không? Xét tuyển học bạ, dao động tầm bao nhiêu điểm là vừa à? Tất nhiên là càng cao càng tốt rồi, nói chung mình đừng có nói người ta ghi là chấm 7 chấm này nọ đúng không? Hơn đi, nên hơn, hơn từ 8 chấm trở lên. Ví dụ như hai môn học bạ mình là 8 điểm đi, thì môn bạn phải 9 điểm nha, thì nó mới kéo lên nổi nha. Rồi nha Vinh. Cô chia sẻ cách giảm bớt căng thẳng khi vào phòng thi với ạ. Thì mình nên nghĩ là cái này sẽ làm hết sức, không được thì thôi, cứ nghĩ vậy nha. Giống như là cái một cái thi vẽ bình thường trên lớp mình vậy đó, thì thử vẽ, cứ nghĩ là vậy thôi, mình làm hết sức. Không nên lo lắng quá nhiều, không nên suy nghĩ đặt nặng quá nhiều, thì càng như thế là càng không tốt. Khi đó tay mình rung, đầu óc mình nó quay cuồng thì mình không làm được đâu. Và tốt nhất là mình nên đi chơi với bạn, hoặc là nên xem hài, nên xem hài. Và nếu như tốt nữa thì mình nên tự tin, tôi sẽ vẽ được điểm cao thôi, cái này không có gì khó. Ui chết rồi, cái điện thoại sắp hết pin, bây giờ sao đây? Alo alo thầy Long ơi, lấy giùm cái gì sạc. Alo thầy Long đâu rồi ta? Thầy Long có coi livestream này không? Thầy Long lấy giùm mình cái dây sạc với. Tại vì dự định là mình sẽ quay ngắn thôi, nhưng mà có quá nhiều câu hỏi thì mình sẽ trả lời luôn, mình sẽ làm. Các bạn không còn coi nữa luôn. Mà còn có mấy phần trăm mà, 3 mấy phần trăm. Có đó không? Thầy Long ơi, lấy giùm mình cái dây sạc điện thoại với. Màu thường là màu đỏ, vàng, xanh. Bạn Đào Phúc trả lời là như vậy. Rồi nói lại nha. Bạn Huy Quang hỏi là em tính đổi qua trường đại học mỹ thuật mà em chỉ mới học trang trí màu, còn vẽ người em chưa học bất cứ gì hết, nhưng chết, cái điện thoại của à đúng mặt dây mình đang, trời ai da ai da, cái đầu óc đó là cái dây mình đang còn hỏi nữa. Em chưa học bất cứ gì hết, nhưng chỉ còn mấy tháng nữa thi rồi, hu hu. Nhưng mà em phải nói rõ là em thi cái gì chứ. Thi mỹ thuật là mình phải thi cái ngành gì, phải nói rõ ra. Nếu mà thi vẽ người toàn thân thì nhiên mình phải quýnh rồi. Nhưng mà nếu mà thi vẽ chân dung á, thì cũng quýnh, nhưng mà quýnh vừa vừa. Thì ít ra mình chỉ vẽ cái mặt thôi. Nghe Huy Quang em phải nói rõ là thi gì nha. Nếu mà em học được cái màu mà vẽ tới cái đoạn mà vẽ hết những cái hình cơ bản, hoặc là vẽ hết cái hình... vẽ cần vẽ tới cái phần mà giải đề rồi đó, thì yên tâm một chút rồi, và em sẽ tập trung vào vẽ người. Nhưng mà phải coi vẽ cái gì, vẽ phần đầu thôi hay là em vẽ hết toàn thân. Thì nếu mà em vẽ toàn thân á nó khác, còn em vẽ phần đầu thôi nó sẽ khác. Mình xin phép mình nên cắm, mình cắm sạc một tí nha, chứ hết pin rồi. Đâu rồi ta? À dạ, mình sẽ biến mất trong vài giây. Rồi, máu về. Cắm vô cái nào? Tự nhiên không quen ta. Bình thường giờ này là dậy rồi đó, mà giờ rảnh không biết làm sao đây. Rảnh rỗi quá tự nhiên không quen. Huy có thể nói rõ là em, Huy Quang đúng không? Em nói rõ là em thi ngành gì nha. Trong tấm bên trả lời là
Màu thường là những màu mà ai cũng có thể pha ra được, từ những màu cơ bản như xanh 23, đỏ 11, vàng 12, em nghĩ vậy. Rồi ok. Mai Huy đã trả lời. Còn Nguyễn Vinh Thanh trả lời là màu thường là những màu thuộc về gam nóng, riêng gam lạnh. À, màu thường là những màu thuộc về gam nóng riêng, gam lạnh riêng đúng không cô? À, không biết nha, cái đó để chút nữa trả lời. Để coi bên vô. Tuyệt vời. Xinh đẹp tuyệt vời, chúc một buổi tối tốt lành nha. Sao cái hình tôi nó bị lắc vậy trời. Bạn trong tấm Vinh hỏi là Đại học Kiến trúc Hồ Chí Minh thi đợt 1 rồi vẫn được phép đăng ký thi đợt 2 đúng không cô? Được chứ? Được chứ em? Mới nói xong nãy luôn. Nhưng mà các bạn nào mà riêng nhóm 1, 2, 3 vậy đó thì nguy cơ là phải thi đợt 1 thôi nha. Cái này cũng chưa chắc hoàn toàn nha. Đợi chút, đợi một thời gian ngắn nữa trường Trúc sẽ thông báo thêm. Mình cứ tin là vậy đi, tạm tin là vậy đi. Cô thi đợt 1 và đợt 2 là chỉ đối với thành phố Hồ Chí Minh thôi đúng không cô? À, không phải là chỉ đối với thành phố Hồ Chí Minh mà là đối với trường kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh. Tại vì hiện tại là các trường khác thường thường người ta sẽ thi một lần. À, có những trường thi hai lần như là trường Văn Lang, trường Tôn Đức Thắng. Nhưng mà trường Đại học Mỹ thuật đó là người ta chỉ thi một lần thôi. Là tức là trong cái đợt đó là tất cả các ngành đều thi vào cái tháng đó và cái ngày đó. Thì bình thường là trường Mỹ thuật á là sẽ thi vào đầu và giữa tháng 7. Nhưng mà năm ngoái á là do dịch nên là người ta thi vào tháng 8. Năm nay không biết thế nào. À, còn những bạn nào nếu như năm ngoái á, hồi năm ngoái là có một số bạn là bị dính trong vùng dịch đó thì các bạn phải thi đợt 2. Tình hình là như vậy đó. Ui, không có gì đâu thì Trinh ơi, liệt kê đó chứ mà. Cô ơi làm sao, bạn Nguyễn Trinh hỏi là cô ơi làm sao để tô họa tiết phụ không quá nổi hơn họa tiết chính ạ? Em cảm ơn. Tô họa tiết phụ không quá nổi hơn họa tiết chính. À, nếu mà em muốn họa tiết phụ không quá nổi hơn họa tiết chính thì em phải đảm bảo hai điều kiện. Điều kiện thứ nhất là về cái thực ra ba điều kiện. Điều kiện đầu tiên cơ bản là cái hình dáng. Nó không liên quan tới tô màu nha, là cái hình dáng. Hình dáng của cái phủ á nó sẽ nhường nhịn cho cái chính đẹp hơn. Tức là nó không thể nào mà nó rối hơn, nó nhiều mảng hơn, nó đặc sắc hơn là họa tiết chính. Cái đó là cái tiên quyết đầu tiên. Và khi tô màu ta có hai cái cần phải lưu ý, đó là về phần sắc độ. Thì cái họa tiết chính á, nó không, nếu như em đi nền tối nha, họa tiết sáng thì cái họa tiết chính họa tiết phủ của mình á không nên là sáng hơn họa tiết chính, hoặc là sáng nhất trong bài, hoặc là nói chung là đừng có sáng hơn họa tiết chính là được. Nếu mà nó có sáng thì nó sẽ sáng, cái sáng nhất của họa tiết phủ á là nó tối đa nó chỉ bằng sáng nhì có trong họa tiết chính mà thôi, hoặc là sáng 3 trở xuống. Về màu á, thì đương nhiên là mình sẽ để cái màu của họa tiết phủ á, nó có sự tương đồng với màu nền nhiều hơn là họa tiết chính đó. Và có một cái như thế này, một cái bí kíp như thế này mình chia sẻ hết luôn rồi đó, không có gì giữ lại được luôn á. Đáng lý ra mình sẽ giữ lại là cái mình sẽ dạy học trò riêng của mình đó. Nhưng mà mình sẽ chia sẻ hết luôn. Bạn nào mà theo dõi livestream này á, thì nó rất là có lợi. Nếu như các bạn nào có bạn bè mà chưa kịp coi á, thì mình nên share cho các bạn đó coi, để các bạn đó cũng được nghe chia sẻ. Thì nếu là họa tiết chính á, thì mình sẽ đưa nó về màu nguyên bản. Em hiểu không? Tức là hạn chế pha quá nhiều màu, và đặc biệt là hạn chế pha màu tương phản. Nghe có vẻ đáng lý ra là cái chính nó phải màu, nó phải là màu pha đồ, màu nó phải là màu lạ đồ, tất nhiên có. Nhưng
đa số cái màu trong họa tiết chính đó, mình sẽ đưa nó về màu nguyên bản, tức là màu mình cứ nghĩ là màu thường, màu thường nha. Và khi mà đưa về họa tiết chính đó, thì màu nó sẽ hơi hướng ngã vàng hoặc là ngã những màu mà sáng gần gần vàng đó. Thì ba cái yếu tố mà em phải lưu ý, các em phải lưu ý, và đặc biệt là bạn Nguyễn Trinh ha, bạn hỏi câu này chia sẻ hết luôn rồi đó, không giấu giếm, không giữ lại một cái gì hết. Đúng nghĩa là mình phải giữ lại để giống như là một cái mẹo riêng, một cái kiến thức riêng của mình. Giống như cái bài mà chuyển màu blend đầu cơ á, thì cái bài đó là năm 2010 từ mấy ta, 2010 mười mấy, mình dạy các bạn mà cái bạn mà không nhớ lắm. Trời. Mình dạy cái thời mà các bạn mấy bạn mà năm 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 sinh năm 1998 á, mình dạy các bạn đó 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 đó. Mình nghĩ ra cái bài đó, mình nghĩ ra cái bài học đó. Tất nhiên là mình có dựa vào cái game đó, vô tình mình được một cái học trò nó gợi ý cái game đó, sau đó mình mới suy nghĩ nếu mà áp dụng được cái này vào vào việc dạy các em á, thì nó sẽ rất là tốt, giúp cho mình hiểu được cách chế tạo màu. Thì mình sáng tạo ra được cái đó và mình đưa vào bài dạy, và mình cũng chia sẻ luôn cách làm luôn. Và tất nhiên là lúc mà mình mới nghĩ cái đó thì cái cách làm của mình nó hơi rối, tức là các bạn thấy mà mình chuyển ô vuông rất là lớn và chuyển xéo, chuyển ngay trên dọc đó. Thực ra cái đó làm rất là nhiều nhưng mà hiệu quả không nhiều hết đó. Nói thiệt các bạn, thì mình rút kinh nghiệm và mình đã thay đổi cái bài học đó sang cái cục dọc, cái cục dọc, và mình có chia sẻ cách làm về phần chuyển màu đó trên cái YouTube đó, các bạn có thể xem lại trên đó. Cái đó cũng là cái buổi livestream, nhưng mà nên là cái hình ảnh hay là nó nói chung là nó nghe được, các bạn có thể coi lại ha. Các bạn có nhớ cái bài mà họa sắc mà chi ô không? Cái đó mình cũng nghĩ ra đó. Cái quy tắc đó, quy tắc làm mấy bài chi ô đó, cái bài mà họa sắc mà chi ô xong rồi tìm điểm vàng rồi điểm sáng chính nhất chính phụ phụ gì đó, thì cái đó tất nhiên không phải là mình sáng tác hoàn toàn, mình cũng dựa vào cái nền kiến thức cơ bản và mình cũng triển khai thành cái một bài học để dạy các bạn trên lớp. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu cái cách làm đó thì mình có thể chia sẻ. Tại vì cái đó là cái tiền đề để mình làm một bài trang trí sau này. Trời ơi, Nguyễn Văn Nam chào chồng Trịnh Đức Chinh, ngồi gớm quá đi hai người này. Ớt hả? Đúng rồi, mình cứ tự tin nha. Đi thi là cái cốt lõi, mình phải tự tin. Tự tin phải có cơ sở nha các bạn. Chứ không biết gì mà đi thi mà cũng tự tin là không được đâu. Có bạn Đào Phúc hỏi kìa mọi người vô trả lời giúp bạn Đào Phúc với. Đào Phúc có hỏi là có bạn nào theo đồ họa như mình không? Cho mình kết bạn để giải đáp chút thắc mắc với. Đó, các bạn có thể kết bạn với bạn Đào Phúc nha. À, thì đồ họa thì nên kết bạn với bạn nè. À, thì các bạn Nguyễn Trinh đã giải đáp với bạn ấy nè. Thì cái đồ họa hả Huy? Cái đồ họa thi mỹ thuật đúng không em? Là thi vẽ chân dung. Thoải mái lên em, học chăm chỉ lên, một tuần 4 buổi ít nhất nha. Tại vì em đã học trang trí màu đúng không, tuần buổi đúng không, là em không có ngủ hết á, thì không hơi ít, em nên hơn ví dụ 5 buổi chẳng hạn, thì mình sẽ chia ra 2 buổi màu và 3 buổi chì. Tại vì chì mình chưa học thì mình nên học nhiều hơn, tại vì cái môn chì của trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh á, là nó sẽ nhân 2. Nếu như cái điểm môn chì em nó cao thì khi mà nhân 2 lên nó sẽ kéo cái điểm tổng của em lên, còn nếu mà cái môn chì em nó thấp nó sẽ kéo xuống á, cho nên nó cũng có những cái lợi mà cũng có cái hại đó. Bạn Trang Trang có hỏi là cô ơi, môn bố cục màu ngành đồ họa phải học trang trí màu trước hả cô? Tự học nên tham khảo những gì ạ? Em phải nói rõ này, nếu mà em hỏi là trang trí màu thì em phải nói là thiết kế đồ họa nha. Tại nếu em nói đồ họa là cô và mọi người sẽ không có phân biệt được là em thi cái gì. Thực ra thì nếu mà em học, khoan, em hỏi là học trang trí màu trước,
Tức là em thi có khoảng không không đúng không? Là thi hai môn vẽ hả? Nếu như mà em thi hai môn vẽ thì em nên học cả hai môn cùng một lúc. Trước tiên là em nên học môn chì như trường mỹ thuật, tại vì thi thi thiết kế đồ họa của mỹ thuật đó là mình thi vẽ chân dung, cho nên là em sẽ học môn chì trước khoảng một tuần hoặc là một nửa nửa tháng. Sau đó em tại vì mình là người mới, mình sẽ tiếp nhận hai kiến thức cùng một lúc á thì sẽ rối, cho nên mình chỉ tiếp nhận một cái trước và sau đó ổn định cái đó rồi mình sẽ học tiếp cái hai, và sau đó học song song hai môn. Còn nếu như mà em chỉ thi một môn môn vẽ trang trí màu thôi, những trường khác đó là thi trang trí màu thì em sẽ học, tất nhiên là em sẽ học môn màu rồi, và nếu tốt nhất là em nên tìm một lớp để học, hoặc nếu như không có lớp thì nếu như em tự học á thì cái vị trí của em, cái nơi ở của em không có lớp dạy hoặc là không học online được một số chỗ dạy được á, thì em nên tham khảo tất nhiên là thông qua về cái YouTube nè, thì YouTube sẽ có những cái bài hướng dẫn cách làm, thì YouTube của cô thì có làm mấy cái hướng dẫn chất liệu họa tiết nè, hướng dẫn làm chuyển mảng trong bài, hướng dẫn tô tô màu thì chưa có, nhưng mà hướng dẫn cách chuyển mảng nè, hướng dẫn cách đặt bố cục nè, và làm những cái video mẫu về họa tiết và cái gì nữa ta, à bài chuyển màu nữa, thì và những cái khác nữa nè, thì em có thể tham khảo trên kênh YouTube của cô và làm bài. Mình làm bài mình sẽ làm từng cái một, ví dụ em có thể làm học cách điệu trước, và trước khi học cách điệu em sẽ học bài chuyển độ này nọ, rồi làm bài phòng phun sắc này nọ nha, rồi làm bài chuyển màu, và sau đó em chạy qua bài cách điệu á. Thì sau khi em làm tới bài cách điệu để mình hiểu bài mình nó làm tốt hay không tốt, thì mình nên đăng cái bài vẽ của mình vô group của mình. Hiện tại là cô Nhi có hai group có thể tư vấn về cái môn trang trí màu, đó là cùng nhau học, cùng nhau tự học trang trí màu và cùng nhau tự học thi Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh. Thì trong hai group đó, nếu như em thi trường nào thì em, nếu mà em thi chung tất cả các trường mà có thi mỹ thuật á, thi thi vẽ trang trí màu á, thì em có thể đăng vô group cùng nhau tự học trang trí màu. Còn nếu mà em thi trường Đại học Mỹ thuật á, thì em có thể đăng vô group đó, thì cô hoặc là mọi người có thể giúp em nhận xét cái bài vẽ của em, để mình biết mình được cái gì và không được cái gì, từ đó mình sửa chữa ha nha Trang Trang. Hay nhờ, hay nhờ Huy, hay nhờ. Cô ơi, có thể review ngành quy hoạch được không? Hiện tại là ngành quy hoạch hiện tại cũng khó, tại vì thứ nhất là cái trường kiến trúc á, cái bản thân cô Nhi là học bên trường Đại học Mỹ thuật, cho nên là cái việc cô Nhi trở lại trường cũ để làm các video review về trường á, thì nó dễ, nhưng mà cái trường kiến trúc á, nó khó một cái là cái vô cổng á, bảo vệ người ta rất là gắt. Một là mình phải có thẻ sinh viên, hoặc là mình có người dẫn vô thì mình mới vô được, hoặc là khi nào trường nó có những cái event nào đó thì mình mới vô được, còn bình thường mình vô rất là khó. Cho nên để review cái ngành quy hoạch này thì cũng khó là khả thi được đó, nên là không biết làm sao đó, nghỉ rồi. Châu Tấn Vinh không liên quan lắm, nhưng cô bao nhiêu tuổi rồi ạ? À? Nhìn cô về dạng kinh nghiệm mà trẻ xinh quá, đừng có hỏi tuổi được không? Nói chung là lớn cũng không lớn, à phải lớn, già cũng không già mà trẻ cũng không trẻ nữa. Vinh cứ nhớ là nói chung là cô Nhi hiện tại đang thuộc hàng ba. Nói chung là ai thêm tuổi thì vui, chứ giờ tôi thêm tuổi tôi không vui nữa đâu, tại vì lên hàng ba rồi các em, nói cũng mê tin. Nhìn 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 có vẻ trẻ hơn so với tuổi đúng không Vinh, nhưng mà cô giáo Nhi năm nay cũng thuộc hàng ba rồi, đừng hỏi tuổi được không, không hỏi tuổi đến nha. Nói chung là cô giáo mặc dù là tuổi không còn nhỏ cũng hàng ba, nhưng mà
sẽ luôn luôn giữ cái tinh thần trẻ trung để cho mình luôn luôn trẻ, để cho có thể giao lưu tiếp xúc với các em dễ hơn. Cái đó cũng là một cái tính cách của cô, cho nên là nhìn cô lúc nào cũng trẻ trung so với tuổi thật. Và một số bạn còn nhầm lẫn là cô giáo năm nay có 20, trời, hôm bữa có bạn kia tưởng mình 20, 21, 22 gì nữa kìa. Cảm ơn em, dù sao cảm ơn em, nghĩ được vậy thì tốt. Hoàng thị Thúy Hường thi thời trang của kiến trúc khó không ạ? À? Khó đó chứ, sao không khó cho được, nhưng mà cái khó sinh ra để cho mình phá mà, cho mình làm cho nó dễ hơn mà. Khó thì khó mà dễ cũng dễ thôi. Nói chứ trường kiến trúc á là mình thi có một môn vẽ thôi, còn lại là hai môn văn hóa, cho nên là cái khả năng cái chọi về môn văn hóa cũng rất là cao. Và bây giờ mình thấy sức học của các bạn á, kinh khủng lắm. Thời của mình á, mình học á, mình thực ra mình không học dở lắm, mà được cái thì thi hai môn vẽ cho luôn đỡ. Chứ mà thi mà đa số là môn toán văn hay là văn anh gì đó chắc mình bó tay quá. Trường Nhất Tâm mà cô không có dạy online nha, hiện tại là cho đến hiện tại là không có dạy nha, cho nên là em phải hỏi người khác rồi. Vẽ tĩnh vật thì mình nên chú trọng vào điều gì ạ? À? Nếu như mà các em vẽ tĩnh vật là các em nên chú ý tới tổng thể, cái bố cục của cái nhóm tĩnh vật đó trong bài, nó đừng to quá cũng đừng nhỏ quá, phải nó ở giữa tranh mới được. Thứ hai là khi mà mình đã vẽ tĩnh vật tức là nó sẽ có rất là nhiều đồ vật trong đó và nó đa chất liệu, thì các em phải thể hiện được chất liệu của mỗi vật đó. Đó là hai cái thiết yếu. Còn về hình khối thì nọ tất nhiên mình phải làm cho ra rồi, đó là hai cái thiết yếu nha, là bố cục nè, và thứ hai nữa là chất liệu, và đặc biệt là chất liệu mình phải làm rõ. Chất liệu nhựa nó khác với chất liệu thủy tinh nó khác với gốm, gốm khác với vải, đúng không? Mình phải làm rõ từng chất liệu đó ra. Cái tĩnh vật nó khó là khó cái đó, đó là về chất liệu đó. Còn về hình khối á, thì cũng không phải là khó đâu, nó chỉ khó một cái nếu như mà đề cho em vẽ cái thanh long hoặc là chôm chôm thì em tỉ hơi mệt thôi. Mà tĩnh vật á, theo mình thấy nó cũng 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 dễ đó, không phải khó đâu. Dễ là gì, là khi mình vẽ cái vật đó mình có thể lọc bớt, ví dụ vẽ cái đề mà cho vẽ trái thanh long đi thì mình có thể lọc bớt một số cái râu ria của nó, nhưng mà tượng thì mình không thể lọc được, mình trừ khi cái tóc mà nó nhiều chi tiết quá thì mình sẽ cho nó vô khối lớn, nhưng mà dù không thể nào lọc bớt mắt, bớt mũi hay bớt miệng được, đúng không? Mình không thể lọc cái đó được, nhưng mà vật á là mình lọc được. Nó vừa dễ mà vừa khó, nó chỉ khó cái là cái chất liệu á, diễn tả chất liệu á. Đánh nền khi vẽ chì thì chú ý ở điểm nào ạ? À, nếu như mà em vẽ chì thì cái việc đánh nền á nó là hỗ trợ cho cái bài vẽ của mình chứ không phải là cái thiết yếu, nó không phải là cái chủ chốt trong bài, cho nên là khi em đánh đờ nó em giống như là hỗ trợ, đúng không? Thì nó sẽ hỗ trợ cái gì, là cái tạo không gian nè cho bài nè, thứ hai nữa là tạo cái độ tương phản. Ví dụ em cái mặt sáng đi thì mình sẽ gợi gợi chỗ nền này cho nó tối lên, thì để cho cái mặt sáng nó nổi lên, hoặc là cái mặt tối bên này mình sẽ làm cho cái nền nó nhạt ra để cho phần tối thì nó rõ được cái phần tối, tức là nó dựa vào cái sắc độ tương quan đó thì mình tôn được cái độ sáng và độ tối trên tượng hoặc là trên người lên. Và mình chỉ gợi thôi nha, mình làm đơn giản thôi, tất nhiên là không phải không làm nha, phải làm nha, có nền thì nó mới tạo không gian được. Ví dụ cái bàn bày này nè, nền rất là ít nè, nó chỉ tập trung ở khoảng dưới này thôi nè, phía trên có thể không làm nếu các bạn vẽ chân dung nha. Còn nếu các bạn vẽ tượng á, mình phải làm nền nhiều hơn là vẽ chân dung, tại vì cái phông nền trên cái bài tượng á nó là một phần của bài vẽ luôn, nó là một cái con số có điểm đàng hoàng luôn. Còn vẽ chân dung thì mình sẽ gợi thôi, hiểu không? Cái nền trên tượng nó sẽ phải vẽ nhiều hơn, tất nhiên là nhiều, không phải là quá tập trung vào nền nha. Cô nói đôi chút về ngành quy hoạch đi cô. Dạ, cô không có tùy tùy cô, hiện tại là cô không có nắm rõ lắm về cái ngành quy hoạch này, tại vì xuất phát là cô không học ngành đó. Thứ hai nữa là các học trò có học á, thì cũng ít chia sẻ về vấn đề này với cô lắm, cho nên là hiện tại là cô không có nắm được cái này. Nếu như mà cô có tìm hiểu, ví dụ như là cô gặp mấy cái thầy cô nào mà trong trường kiến trúc á, mà có dạy về kế hoạch đó, mà cô nắm được một chút tình hình nào đó thì cô sẽ chia sẻ thêm về cái ngành này trên cái group của mình.
nha. Bạn Tuấn Anh Huỳnh có hỏi là cho em hỏi năm nay thi thiết kế thời trang với đồ họa đại học kiến trúc, chị thi một môn vẽ với chọn một trong hai môn màu hay tượng hay sao chị? À em, nếu như mà em thi thiết kế đời thời trang hay là thiết kế đồ họa trường kiến trúc mà kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh nha, là em chỉ thi một môn vẽ trang trí màu thôi, đó là bắt buộc chứ không có được chọn là vẽ chì hay là vẽ màu nha, bắt buộc phải là cái đó. Còn nếu như em thi thiết kế đồ họa trường kiến trúc Hà Nội thì em phải thi tới hai môn vẽ là bắt buộc đó, là không có được chọn nha. Cô ơi làm sao để vẽ chân dung kịp thời gian 3 tiếng rưỡi thế ạ? À? Ủa Trần Mai Uyên, ủa tại sao lại 3 tiếng rưỡi em? Tại vì đi thi vẽ chân dung trường mỹ thuật là tới 5 tiếng mà. 5 tiếng á. À, khoảng 5 tiếng, 5 tiếng á. Mỗi tiết 45 phút á em. Còn nếu như em hỏi làm sao để vẽ chân dung, vẽ dựng hình trong 3 tiết thì còn được. À, 5 tiếng 3 tiếng. Tiếc thôi. Ủa vậy 5 tiết, 5 tiết là bao nhiêu tiếng nè? À, nếu như mà em hỏi để vẽ nhanh á, thì em sẽ vẽ cái lớn trước nha, rồi sau đó em giống trục mắt mũi miệng nè, đừng có vô chi tiết phần nào trước hết, em phải đặt cái tìm cái tỷ lệ mắt mũi miệng trước, tìm không vẽ nha, tìm đánh dấu trước, rồi vẽ khi mà vẽ chân dung mới là mình phải vẽ chiếc vai một chút nè, đó cỡ này nè các bạn, cỡ này nè, à, dưới xương hai đầu xương này một chút là dưới vai một chút á, thì phát tổng thể lớn trước, sau đó chia khối lớn nè là khối nào, khối lớn là cái khối này nè đó, chứ không phải là cái khối lớn là cái khối mà nó chia nhỏ 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 trong này đâu nha, chia khối lớn trước, sau đó mình sẽ canh cái hướng ánh sáng và mình đánh phần tối trước, phần tối lớn á từ trên xuống dưới á, mình coi phần tối à bên bên này đúng không, mình tối bên này nè, mình đánh 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 phủi thế, thì trong quá trình bức mình phủ á, thì mình sẽ hạn chế đan nét nhiều, tại vì đan nét nó cũng được đi nhưng mà nó sẽ rất là lâu, em sẽ phủi bằng cách duy trì trước bằng cây 2B di, tại vì cái duy trì nó sẽ đậm hơn rất nhiều so với đan nét, cùng một lớp duy trì nó sẽ đậm hơn là đan nét di, xong rồi tạo độ này nọ đậm nhạt trong bài trong trong cái người đó, sau đó em mới đan nét lên, đi đánh nét theo khối để cho nó nét nó trong trẻo lên, thì cái đó sẽ rất là nhanh, sau đó em mới moi chi tiết trên mắt có bao nhiêu diện gì, mũi bao nhiêu diện, miệng bao nhiêu diện, mình sẽ ưu tiên vẽ mắt mũi miệng kỹ hơn nha, thì tới đó những cái độ trên tóc này nọ mình cũng sẽ thích đánh theo khối đầu, và những chi tiết nhỏ thì mình sẽ có thể lơi đi, mình bỏ qua cũng được, ví dụ như là tóc lòa xòa này nọ này mình bớt đi, tại vì đi thi á, mẫu á, mẫu đi thi á, trời ơi đang nói chuyện ngon cái nó tắt à, chắc là nói quá lâu nên nó tự tắt rồi lại mở tiếp. Rồi cái bạn mà hỏi vẽ chân dung á, đâu rồi mọi người, đâu rồi, trời ơi chưa kịp đọc hết comment nữa tiêu rồi. Mọi người hồi nãy là chắc là do cái thời lượng livestream quá lâu nên là cái Facebook nó tự nhiên đang livestream nó tắt, giờ mình phải livestream lại lần hai, part 2, part 2. Mọi người còn đó không ta, mọi người còn ở đó không vậy? Ôi mấy cái comment ở dưới, mấy câu hỏi ở dưới mà mình chưa kịp đọc nữa, biết sao luôn. Các bạn ơi, các bạn nào mà cái có cái comment á mà mình chưa có kịp đọc á thì trong phần này các bạn comment lại nha, tại vì cái livestream cũ á nó đã xong rồi và không thể nào đọc được cái comment mà các bạn hỏi mà mình chưa kịp coi. Xui. Trường Thạnh là em có thể nhắn tin với cô hỏi vài thứ về trang trí màu được. Em cứ comment đi. Nhưng nói trước là tối nay đêm và ngày mai là sẽ hơi bận rộn cho nên là mình sẽ trả lời khi nào mình thật sự rảnh nha.
Các bạn ơi quay lại đi, mọi người ơi quay lại đi. Chết ghê luôn. Thôi mà các bạn ngắm tranh đỡ đi ha, ngắm đi nè. Hai thương. Các bạn hỏi rồi, Mạnh Phúc chẳng hỏi năm nay thi đạo mỹ thuật thi tháng mấy á cô? Thì chưa có công bố nhưng mà mọi năm sẽ thi vào tháng 7 nha mọi người, đầu tháng 7. Trường Thành hỏi là đề thi trang trí cửa sổ dùng bố cục tự do được không ạ? Được chứ em, thoải mái nha. Hoặc là cái đề mà cái cửa sổ nó có cái hình phía dưới là hình chữ nhật đúng không? Đúng đúng không? Phía trên có hình mái vòm đúng không? Thì em hãy chia thành hai phần. Một nửa phía dưới là em làm trang trí tự do, một nửa phía trên làm cái dạng mà đối xứng hai bên định hình cái quạt á cũng được luôn, hoặc là em làm tự do xuyên suốt từ trên dưới luôn vẫn được. Mọi người hỏi đi mọi người ơi, mọi người hỏi đi. Mình bắt đầu livestream từ lúc 7:20 thì mới đầu á là mình chào Tấn Vinh chào cô lần nữa sau cơn hoảng loạn. Mạnh Phúc Trần hỏi khi nào mới lớp mở lại cô, thì theo lịch mà không có gì xảy ra, không có gì biến không có gì luôn, không có dịch gì hết á, thì mình sẽ mở lại vào ngày 22 tháng 2, tức là 11 âm lịch thứ hai đó, các bạn có thể đi học lại nha. Đúng ra là mình tính á thì livestream khoảng 10-15 phút thôi để chúc các bạn năm mới vui vẻ bình an và giao hỏi thăm sức khỏe một chút để các bạn có thể có những câu hỏi nào đó hỏi nhanh, đáp nhanh để cho các bạn tự tin về ăn Tết trong sự vui vẻ và sắp tới đi thi thì không sợ gì nữa. Nhưng mà tự nhiên vui quá, nói quá tới giờ luôn, nói quá hết trời, nó từ 7 giờ mấy tới 9 giờ là 1 tiếng, 2 tiếng, cái tự nhiên Facebook mới tắt luôn. Rồi, bạn Nguyễn Trinh hỏi là cô cho em hỏi phong cách miền Bắc đơn giản vậy, phong cách miền Nam chú trọng liên kết mảng là như thế nào ạ? Chia nhiều mảng. Chia nhiều mảng và cách điệu nhiều ạ? Đúng. Tùy, đúng là kiến trúc bên thì đâu đây coi lại coi. Phong cách vẽ, em nói vẽ gì? Vẽ trang trí đúng không? Thì nó như thế này. Trang trí ở miền Nam á thì theo mình thấy đa số các trường là như nhau hết đó, đúng là như nhau hết, cách vẽ, cách trình bày, cái yêu cầu về họa tiết, về chủ đề na ná nhau, mình ôm kỹ mình thi là trường nào cũng được. Chẳng qua nó có một sự khác biệt, đó là ví dụ trường mỹ thuật đi, nếu các bạn vẽ màu trầm á, thì vẫn được đánh giá cao, tại vì các bạn tìm ra những màu mới, những màu mà nó lạ này nọ vẫn được đánh giá cao. Nhưng mà kiến trúc với lại ưu tiên về cái màu mà tươi sáng rõ ràng thì nó chỉ khác biệt mỗi nhỏ nhỏ gì thôi, còn lại là về cái nội dung nè, về cái cách đưa ra đề nè, về cái phong cách vẽ nè, cách tạo hình á, về cái những cái yếu tố khác như là tô có phẳng mịn hay không, sắc độ có rõ nhiều mảng hay không, có những cái yêu cầu ví dụ là tô không lem này nọ nọ, về cái kỹ năng á, về kỹ thuật á, thì tất nhiên là giống nhau. Còn bên trang trí màu mà hiện tại là mình chỉ biết có hai trường thôi, tất nhiên là có những trường khác nha, ví dụ trường mỹ thuật Việt Nam này nọ thì mình hiện tại là mình có tìm hiểu hai trường, như là trường mỹ thuật công nghiệp và trường đại học kiến trúc á, thì cái hai trường này nó có hai cách vẽ trang trí màu khác nhau hoàn toàn luôn. Ví dụ đọc mà kiến trúc á thì vẽ nó sẽ dạng là vẽ chủ yếu là vẽ sinh hoạt người, và mình vẽ nó hơi thiên về minh họa một chút đó, bố cục nó hơi bố cục, có bố cục trong đó và hơi minh họa một chút, và các bạn sẽ đi thiết lai về sắc độ thì nó đơn giản hơn, về cái chi tiết nó cũng đơn giản hơn, nhưng mà yêu cầu tổng thể nó là nhịp nhàng về cái mảng nè, nhịp nhàng về cái nét nè, nhịp nhàng về màu trong bài, và mình dùng thiết lai để mình tạo hình. Thực ra cái đó cũng khá là dễ. Cách vẽ bên đại học mỹ thuật công nghiệp á, thì nó sẽ khác ra một chút, đó là nó đưa vào những cái hình mảng hình cơ bản, và theo mình quan sát thấy thì nó cái này gọi là ngoài đó gọi nha là bố cục 3 điểm sáng đúng không, nhưng thực tế cái đó là bố cục tự do đó mọi người. Ngoài đó gọi là bố cục 3 điểm sáng nhưng mà đó chính là bố cục tự do, thì bố cục tự do mình làm phải có một điểm chính nè, một điểm phụ là yêu cầu nè, và
tốt nữa là có thêm một cái phụ hai nữa, hoặc có thể phụ ba cũng có, hoặc là một cái bài, một cái bài yêu cầu là phải có 3 điểm sáng, tức là 9 phụ 1 và phụ 2, thì người ta gọi là bố cục 3 điểm sáng, hoặc là mình gọi bố cục tự do vẫn được, nó là một, nó ý nghĩa là một nha. Thì cái đó là mình biết như vậy và mình chia sẻ như vậy. Còn bên trang trí màu ở miền Nam thì đương nhiên là nó sẽ không phải là mình nói là nó như thế này như kia đâu, mà là rõ là như vậy, là bên trang trí màu miền Nam nó thiên về dạng trang trí ứng dụng sản phẩm, đúng không? Các bạn quan sát để thi là ví dụ như là trang trí cái khăn, trang trí cái áo, trang trí bức tường, trang trí mảng, một cái poster này nọ, nó đã thiên về trang trí ứng dụng rồi, nó rất là sát so với cái ngành mà mình thi. Ví dụ mà mình thi là gì, thiết kế đồ họa đúng không, là thiên về mảng design này nọ đúng không, thì cái đề thi nó rất là sát, mình rất thích cách vẽ đó, cách vẽ, cách chọn cái phong cách đó, tại vì nó sát với cái ngành mình thi, là trang trí ứng dụng, là trang trí cái sản phẩm này đó. Thì tất nhiên là sẽ yêu cầu về cái gì, về bố cục nè, về màu sắc nè, về mảng miếng nè, về tạo hình, nó phải sao, phải sáng tạo, nó sẽ nhiều hơn liên kết mảng này có. Tất nhiên là liên kết mảng thì cái cách vẽ trên trường nào cũng như nhau cả thôi em, tại vì nếu không có liên kết mảng thì cái bài mình sẽ không có đẹp, đúng không? Nhưng mà mình phải nắm được là trường nào thi kiểu nào, như thế nào để mình thi cho đúng. Đúng rồi, Trần Minh nói đúng á, Facebook nó có tính năng bóc thời gian và chất lượng á. Hèn gì nãy giờ cái hình tôi nó cứ bị lắc lắc. Trời ơi, hồi nãy là 80 mấy người xem, bây giờ cũng còn 23 người xem thôi. Mọi người ơi, tức ghê luôn á. Trong tâm mình có hỏi là cô ơi, vào phòng thi sẽ như nào vậy cô? Giấy thi và chỗ ngồi sẽ như nào ạ? À? Trang trí màu bên kiến trúc á cô? À, cái này là em sẽ chọn chỗ nha. Sẽ chọn chỗ. Thì trang trí màu mà mình vô phòng thi á, tốt nhất là mình nên ngồi xuống đất, mình bày đồ ra. Và như thế này nè, cái ly nước á, mình nên để xa cái bài vẽ của mình. Tại vì mình ngồi dưới đất mà mình để cái bảng mình, hoặc là mình để bảng dựa vào cái gì đó, ghế đi, nó hơi nghiêng nghiêng thế này nè, nó nghiêng một góc 35 độ, 4 độ vậy nè, cái bảng mình như vậy nè, hoặc là mình để hẳn dưới đất, hoặc là mình để đùi mình nè, thì cái ly nước pha màu á, mình nên để xa xa cái bài vẽ của mình ra. Tại vì nó có hai trường hợp này, bạn tự tay làm đổ ly nước, đúng không, mà nó văng vô bài một cái là thôi rồi. Hoặc rồi thứ hai, cái này cay nè, bạn khác lỡ vô tình thôi nha, đá ly nước của mình, người ta lùi này nọ, người ta đi này nọ, người ta không để ý, đá ly nước của mình văng vô bài, cái đó xui lắm luôn á. Các bạn phải cố gắng tránh đặt ly nước vào bài, cạnh bài. Giấy thi là đương nhiên là trường sẽ phát, tại vì giấy thi là giấy của trường, trường sẽ phát cho mình. Còn cái bảng á thì mình phải thuê ghế, mình phải thuê này nọ. Rồi chỗ ngồi thì mình sẽ chọn tự do, miễn sao đừng có chen lấn với người khác được rồi. Còn nếu mà thi bên đạo mỹ thuật á, là chỗ ngồi mình sẽ bốc tham số nha, hoặc là bên đại học sư phạm mỹ thuật cũng vậy, mình sẽ bốc thăm chỗ ngồi nha. Trường thân có hỏi là dạng đề tranh, dạng đề như tranh trang trí mảng tường siêu thị có chữ thực phẩm sạch đó cô, thì mình sẽ giải quyết thế nào vậy ạ? Dùng nhiều hình ảnh rau củ quả thì làm nổi nó lên hết, hay chỉ cần nổi ngay điểm vàng thôi? Cái này nó sẽ thêm về cái chia sẻ về cái cách mà mình nhắn nhát trong màn, đúng không? Không riêng về cái đề này nha, mình có những đề khác đây thì mình phải nhớ thế này. Ví dụ như mình sẽ lấy ví dụ là đề năm rồi là trang trí cái mảng tường trong siêu thị, đúng không? Năm rồi á thì mình sẽ chọn một cái gian hàng nào. Ví dụ gian hàng rau củ thì mình sẽ làm tất những cái họa tiết về rau củ thôi. Gian hàng về hoa quả thì mình hoa quả thôi. Gian hàng về đó, hai cái đó, thực phẩm sạch đúng không? Hoặc là gian hàng về thực phẩm mà, nói chung mà, ví dụ như về hàng thịt này nọ cũng có nha. Là thực phẩm là được. Làm riêng về cái đó thôi. Hoặc là có thể xen kẽ vài vụ rau củ, thịt đó, ví dụ thịt heo, thịt bò, gà đó sẽ đi chung với rau củ, chứ không phải là thịt heo bò gà đi chung với trái cây nha, nó sẽ khác ạ, ý nghĩa sẽ khác ạ. Thì ví dụ như vậy đây, thì mình sẽ vẽ nhiều họa tiết lên, tất nhiên là mình sẽ lọc lại, không nên quá năm họa tiết, mình sẽ bớt lại vì nhiều quá mình không biết đợt ở đâu. Và trong những họa tiết đó thì mình sẽ sao, sẽ có những họa tiết to nè, họa tiết nhỏ nè, không nên lựa những họa tiết mà nó có cái kích thước như nhau,
không nên như vậy, mình phải có những họa tiết to nhỏ, họa tiết mà nó có cái trái mà nó có thể đứng, để đặt đứng được cái trái hay đặt nằm được, thì cái khi đó cái bố cục nó mới hài hòa. Ví dụ nải chuối đi, ít ai để nải chuối nó dựng đứng được lắm, đúng không? Nải chuối mình sẽ để nằm, đúng không? Hoặc là trái dưa hấu người ta sẽ để đứng lên, hoặc là trái trái bí mà bí như này nè, mình sẽ để đứng lên, đúng không? Mình sẽ lựa những cái trái đó. Đó. Rồi khi mà mình tô màu á, làm nổi á, thì đương nhiên không phải trái nào mình cũng làm nổi, mà mình chỉ làm nổi cái trái nào cũng đặt ở vị trí điểm vàng cái đó, và những cái khác cũng có nổi nhưng mà nổi ít lại, từ từ nó sẽ ít lại. Để làm chi? Để xếp thứ tự mắt người xem. Ví dụ như không phải cái gì mình cũng trình bày ra hết, cái gì mình cũng đây tôi vẽ những trái này đây, sao không phải vậy, mà mình phải sao, mình phải vẽ để cho người khác coi, để cho khán giả người ta coi, người ta sẽ thấy tôi thấy này trước này, tôi thấy này từ từ này, rồi từ từ tôi thấy cái kia, từ thấy cái nọ, chứ không phải là tôi thấy cái gì cũng một lượt thấy hết, không phải vậy đâu nha. Thì cái sắc độ đậm nhạt, cái màu sắc này nọ nó mới tạo ra nhịp điệu trong bài, và kể cả phần chữ cũng vậy, không phải là thực phẩm sạch là mình để thực phẩm sạch cái chữ đều đổ hết, mà mình nên chia mảng trên đó nữa, hoặc là mình chia cái mảng vùng không gian cắt quá chữ để tạo cái nửa sáng nửa tối, để cho nhìn nó đẹp, sắc độ nó chuyển nó đẹp ha. Không riêng bài này ha, nếu như bài khác mà có chữ hoặc có hình thì mình cũng sẽ như vậy, đó là quy tắc chung ha. Và tất nhiên là phần chữ nó chỉ là yếu tố, không phải là chiếm hết, nó là một phần để bổ nghĩa cho hình ảnh. Cái dạng poster là hình ảnh là chủ yếu, phần chữ là dùng để bổ nghĩa cho hình ảnh, cho nên cái phần chữ không phải, không nên để cho nó quá to lấn át phần hình ảnh, mà nó là phần bổ nghĩa, cho nên nó sẽ có cái tỷ lệ vừa phải. Cái bạn nào mà làm phần chữ quá to thì không có được nha, không để phần chữ nhìn vô thấy chữ liền, không phải đâu, nhìn vô thấy hình ảnh trước. Tại cái poster đó là gì, là cái quảng cáo, là cái mà nó gọn nhất, người ta lướt qua một phát cái phích á, người ta lướt qua một phát thấy hình trước, nói cái gì, muốn nói về vấn đề gì lướt cái hình trước, xong tới chữ bổ nghĩa cho đó. Chữ đương nhiên các bạn sẽ làm cho nó đơn giản thôi nha, đừng có làm cho nó phức tạp quá thì người ta đọc không ra. Nếu mà những cái đề nào mà về chủ đề mà nó nghiêm túc một chút, ví dụ như là nghiêm nghị một chút, ví dụ chủ đề bảo vệ môi trường này nọ, thì cái phong chữ của mình á nên là phong chữ nó nghiêm trang một chút. Còn cái chủ đề như là thực phẩm sạch, hay là những chủ đề liên quan tới cái sự sáng tạo sản phẩm này nọ, ví dụ như có đề em hãy trang trí một cái mặt trên của cái bao bì bánh snack chẳng hạn, thì các bạn thoải mái, các bạn vẽ phong chữ nào cũng được, nét cong nét thẳng gì cũng được ha. Rồi vậy nghe. Rồi các bạn nào hiện tại là chỉ có tục cái lượt xem rất là nhiều, thì mong là các bạn có thể tắt những cái bạn mà đang xem mà bị out á, tắt các bạn vô cho bạn coi tiếp ha. Và các bạn nào mà có đặt câu hỏi ở phần 1 á, cái phần mà bị out hồi nãy á, nên comment lại ở phần này, tại vì cái phần đó mình chưa có kịp đọc, để mình trả lời tiếp ha. Hai Huỳnh Văn Lý, có thích học em học cho cô ấy, cũng khen xui cho các bạn qua Tết là có một cái nhược điểm thế này. Năm ngoái á, cái lớp mình chia sẻ nó rất là bé, nên là mỗi năm thì qua Tết thì số lượng học sinh đông lên, nhưng mà cái lớp mình nó không thể lớn ra được, cho nên là mình sẽ nhận, đến khi nào mà không nhận được nữa thì mình sẽ dừng lại. Mình cũng muốn là tìm một chỗ rộng hơn, mình cũng muốn là không gian nó to hơn để có thể nhận nhiều bạn vô học, để giúp các bạn đó thấy học tốt. Nhưng mà bạn nào muốn học thì qua Tết phải đăng ký học sớm, để mình tới lớp sớm, mình đăng ký sớm, mình phải học nha, tới học sớm. Tôi nói giống tôi học lớp này rồi, tôi có vị trí rồi đó giờ đó. Còn nếu mà bạn nào mà đặt gạch mà qua Tết không có học á, mà tới lúc mà mình lớp mình full á, thì mình thông báo là mình không nhận nữa là cũng ráng chịu nha. Mình cũng mong là các bạn đến học càng nhiều càng tốt. Năm ngoái thì mình bỏ lỡ rất là nhiều bạn, cũng tiếc, cũng buồn lắm. Cô ơi, trường đại học mỹ thuật có ngành đa phương, ngành đa truyền thông không cô? Không phải đa truyền thông mà đa phương tiện, truyền thông đa phương tiện em, multimedia thì có em. Tại cái ngành thiết kế đồ họa bên đại học mỹ thuật đó cũng chia hai ngành, cái đó Văn Lan cũng có, là cái ngành truyền thông của mình hay nghe là rất là mảng design thiết kế đồ họa này, và mảng là truyền thông đa phương tiện multimedia, thì có cái ngành đó. Thì cái ngành đó mới mở cách đây vài năm thôi, cho nên là có nha, có đào tạo cái ngành đó. Và cái ngành, không phải ngành mà là chuyên ngành này, mình sẽ được chọn sau khi mình học xong năm 1, mình sẽ được chọn cuối năm
trường đem xuống cái tờ giấy để ghi danh sách, em thích cái vô chuyên ngành nào là em tích cái vô đó. Đó. Còn bên theo mình biết là bên Đại học Văn Lang á thì nó sẽ thi thử là em có được vô cái ngành truyền thông đa phương tiện hay không. Còn nếu mà em không lọt cái đó thì em phải học thiết kế đồ họa. Cách làm của mỗi trường cũng khác nhau nha, nhưng mà hai trường này có, còn những trường khác có thì mình chắc là có nhưng mà mình không có biết rõ lắm. Ngô Thu Thảo có hỏi là cô ơi, cô nêu những bước để có thể làm một bài bố cục màu đẹp như thủ khoa từ từ không biết gì đi hả? Bố cục sinh hoạt người em, bố cục người hả? Thì để thì bố cục màu là một bột phải không em? Phải không Ngô Thu Thảo? Trời cái đó khó á, cái đó nhiều lắm, nhiều nội dung lắm, nhiều cái cần lắm mà không biết phải nói như thế nào, tại vì nó nhiều quá, chắc phải làm một cái video riêng rồi Hạo ơi. Nhưng mà nói chung là để làm tóm gọn là em để em làm một bài bố cục màu đẹp như thủ khoa thì em sẽ phải đảm bảo những yếu tố như là thứ nhất là về cái bố cục với nha, cách phân mảng. Thứ hai là về tạo hình. Thứ ba là về cái nhịp điệu trong bài. Tư là những cái đường dẫn nghe chuyên môn đường dẫn. Thứ ba là màu sắc, sắc độ, và mình tiết chế không gian lại. Chứ là nhiều quá không biết nói sao nữa. Vẽ bố cục người là vẽ người nó cũng khó, phải dễ đâu. Để bữa nào mình sẽ nói rõ hơn về cái này nha. Thu Hảo nhớ đón xem nha. Chúng ta mình hỏi là một phần thi tầm bao nhiêu bạn vậy ạ? Tầm 20 người em. Tầm 20 người nha. Hai anh Duy nhé. Còn ai nữa không? Bây giờ không hỏi là tôi off ạ. Thi vẽ chân dung ở Đại học Mỹ thuật có mẫu hả cô? Đúng rồi, vẽ chân dung Đại học Mỹ thuật là có mẫu á, là mẫu nam thanh niên. Thường là các mẫu đó là những cái bạn sinh viên đang học trong trường. Trường sẽ mượn các bạn đó để làm mẫu cho mình vẽ. Ủa sao nó tôi thui vậy trời? Khoan nha. Tôi. Mọi người thấy rõ mình không? Đi coi điều chỉnh lại chút cho mọi người. Mọi người đợi chút nha. Sáng rồi. Thường sẽ có mẫu và một số mẫu là những cái mẫu mà đang làm mẫu trong trường đó. Và có mẫu nha, mình sẽ có mẫu ngồi trực tiếp để cho mình vẽ. Cảm ơn Duy nha, cảm ơn anh Duy. Duy Anh hay anh Duy ta? Chết bà rồi, không nhớ tên. Duy Anh hay anh Duy vậy? Cảm ơn em. Rút kinh nghiệm năm ngoái là các bạn học rất là có thế. Đến khi mà Tết vô là tự nhiên bị dịch rồi bị cách ly xã hội này nọ đó. Các bạn không đi học được năm ngoái rất là buồn, là không dạy được các bạn nhiều, là do là phải cho lớp nghỉ vì dịch. Nhưng mà năm nay hy vọng là sẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn, các bạn có thể đến lớp học bình thường trở lại. Châu Tấn Vinh có hỏi là có sách nào hay để tham khảo khi học đăng ký mẫu mà. Có nhiều sách lắm, nhưng mà sách nào ta, cái này em hỏi mấy bạn khác đi, tại vì cũng có vài cuốn á, mà em hỏi các bạn khác thử đi. Phải chi cô có kinh phí cô làm sách ha, sẽ làm một cuốn sách dạy trang trí màu các em tham khảo. Không có gì nha cô Thu Thảo. Cô Thu Thảo hỏi gì ta? Thu Thảo hỏi là nãy có hỏi là vẽ bố cục người đúng không, như thế nào đúng không, em nên bắt đầu vào cái việc là mình ký họa người, ký họa dáng người, tại vì mình
vẽ cái đó là vẽ chủ yếu là dáng người, cho nên là em sẽ bắt đầu với việc ký họa trước. Thì nếu mà chưa quen á, thì em nên ký họa thông qua hình ảnh trước vì cái dáng nó cố định. Sau đó quen rồi em nên ra chợ, ra mấy cái địa điểm mà có nhiều người ta là hoạt động á, lao động á, em có thể chụp lại thì nó sẽ ra những cái nhiều dáng, nhiều góc nhìn hơn, đúng góc nhìn của em, chụp lại và mình về mình ký họa thông qua hình chụp đó. Và khi nào mà em nhuận nhuyễn rồi em trực tiếp ký ký dáng người. Tất nhiên là mình không cần phải quá sâu đâu, mình chỉ cần biết cái dáng người đó nên được vẽ như thế nào, tỷ lệ bao nhiêu là vừa, và cái tay chân cử động nó có nhuận nhuyễn hay không, để vẽ nó không bị cứng quá là được rồi. Và sau đó học cách bố cục nó lại, sắp xếp cái mảng hình lại sao cho đẹp. Thì cái đó em phải có người hướng dẫn á, phải có người hướng dẫn cái nền tảng chứ, rồi từ đó em mới có thể học hỏi từ những cái bạn bè trong group, hoặc là có thể chia sẻ em thêm đó. Dạng bố cục tự do, dạng bố cục khác tự do thì có cần đảm bảo hình ảnh gặp lại không cô? Thực ra bố cục của mình nó có hai kiểu thôi em, đó là bố cục đối xứng và bố cục bắt đối xứng. Bố cục tự do chính là bố cục bắt đối xứng, tức là nó không có lặp lại. Còn bố cục đối xứng á, là bố cục mà em nó là một nhóm bố, nói chung nó là nói chung về dạng bố cục, như là mình sẽ nghe nhiều như bố cục đối xứng qua trục nè, bố cục đăng đối qua điểm nè, là bố cục hai hình nó đó qua điểm á, qua điểm giữa, bố cục hàng lối nè, tất cả những bố cục đó là bố cục đối xứng. Bố cục đăng đối là bố cục đăng đối đó, tất cả những cái hình đó, cái đó bố cục đối xứng qua trục nè, bố cục đăng đối qua điểm nè, bố cục hàng lối, thì đó là những cái chia nhỏ ra của bố cục đăng đối. Còn bố cục tự do chính là bố cục bắt đăng đối. Cho nên nếu em hỏi là bố cục khác, những cái dạng bố cục khác mà không phải bố cục tự do thì có cần phải đảm bảo hình ảnh lặp lại không, là có nha, có. Còn bố cục tự do thực ra nói nó không lặp lại không đúng, nó vẫn có sự lặp lại, nhưng mà nó lặp lại ở sự đồng dạng chứ không phải lặp lại hoàn toàn, là như thế đó. Là có ai hỏi không? Bạn Trần Minh có hỏi là hỏi dùng nhỏ em, sẵn tiện dành cho các bạn nào thắc mắc nên giải đáp like. Nếu muốn học làm game hoặc hình vẽ background thì nên học mỹ thuật ngành nào ạ? Đồ cái này thực ra thì làm game hoặc hình, làm game nhất là làm game thì trường không có dạy đâu em. Làm game thì em phải học tư, hiện tại là các trường công lập không có dạy làm game. Hoặc hình cũng vậy, chỉ có dạy em làm cái hình thì không có gì chuyên sâu, chỉ dạy sơ sơ thôi, tìm hiểu sơ sơ thôi. Và làm minh họa thì có, nếu là minh họa vẽ truyện á thì có cái ngành đồ họa của trường mỹ thuật. Còn chuyên sâu như game hoặc là hoạt hình á, animation này nọ thì thật ra không có dạy đâu, em phải học thêm ở ngoài trường tư nào đó có dạy, hoặc là học du học. Nếu mà học hoặc là em có thể học ở bên cái ngành đồ họa, mà đồ họa truyện tranh á, là em sẽ học về minh họa truyện, rồi sau đó em có thể học thêm về cái khoảng là animation ở chỗ những chỗ khác, những chỗ mà gọi là mấy cái studio dạy làm chuyển động á, để em có thể có cái thức nền tảng cơ bản ở bên này, em có được cái kỹ năng làm máy, làm chuyển động ở bên này, em gộp lại làm cái kiến thức riêng của mình thì cái đó thì được nha. Còn nếu làm game thì không có trường nào dạy, trường công lập nha, không có trường nào dạy nha. Còn mấy trường khác thì biết nha, mấy trường tư nào nhỏ nhỏ không biết nha. Nhưng Ngọc có hỏi là cô ơi cho em hỏi bên đạo mỹ thuật có thi thử vẽ không ạ? Không có đâu em, thi là thi luôn nha, không có thi thử gì hết. Nếu có thi thử thì chỉ thi thử trên group mình thôi, là mình tự tổ chức với nhau thôi. Với lại em thấy bên cái group có xét điểm đánh giá năng lực, vậy bên cái group chắc cũng phải vẽ, thi vẽ luôn ạ. Thì tất nhiên là cái ngành nào mà nó có tuyển vẽ thì em bắt buộc phải thi vẽ. Còn cái việc mà xét điểm đánh giá năng lực đó, nó chỉ xét những cái môn nào thuộc về cái ngành của em để lấy điểm đó, và em phải có một điểm vẽ để bù vô là đủ 3 điểm vẽ, chứ không phải là xét cái đó xong là không có được, không phải thi vẽ. Trừ khi em thi cái ngành nào mà nó không phải thi vẽ như là ngành xây dựng đó. Còn ai hỏi nữa không? Ở miền Nam đánh nét có khác miền Bắc nhiều không cô Việt Hoàng? Thực ra thì
đánh nét khác hay không khác là do cái người ta quyết định. Chứ mà vẽ hình họa đó đẹp là được, rõ hình rõ khối là được, rõ không gian là được, rõ sáng tối là được, và tất nhiên là có một chút cái dấu ấn cá nhân một chút là được. Về khoảng đánh nét á, là nó cái này nha, cái này là theo cái dạng là theo cái chu kỳ á. Ví dụ như cái người trưởng khoa của trường đó thích cái gu nào, người ta tự nhiên người ta chấm cái gu người ta thích nhiều hơn. Có cái đó có nha, tại vì cái con người mà người ta thích cái gì yêu thích nữa. Nhưng mà đẹp là được. Đẹp được. Một số bạn có hỏi là bên có bày tỏ là ở ngoài Bắc người ta vẽ nét nó mạnh hơn, trong Nam thì nét nó mịn hơn. Thực ra không phải đâu, do cái nào cũng được hết đó, thực ra cái nào cũng được hết đó, cái nào cũng được. Miễn đẹp là được. Do cái người dạy thôi. Chứ mà kiểu nào vẫn được nha. Nhưng mà cũng hên xui về cái nó sơ hên xui về cái người chấm thi. Người ta thích cái gì. Cái đó mới bài giọng á. Nhưng mà vẽ đẹp là được. Mà mình vẽ đẹp, rõ khối, rõ chất liệu thì người ta không có cớ gì người ta có thể bắt bẻ được mình hết trơn á. Rồi bạn khác nha. Nguyễn Thảo An có hỏi là có cách nào để học vẽ chân dung nhanh mà vẽ đúng không ạ cô? Thì để học vẽ chân dung thì nhanh thì ai cũng muốn, nhưng mà em vì nhanh mà em bỏ qua những cái cơ bản nhất, những cái nền tảng nhất, những nền móng nhất thì không được. Để học chân dung thì em phải học những khối cơ bản chứ. Em học cơ bản xong em học tới ngũ quan và đầu tượng, bắt buộc phải học như thế này. Và mình sẽ học lên vẽ người, tất nhiên là để từ cái mình đang vẽ tượng mà đúng không? Mình nhảy lên vẽ người thì rất là khó, tại vì vẽ người nó sẽ sao da dẻ này nọ, thì em nên trải qua một vài bài chép, tốt nhất là như vậy. Học chân dung mà chép á rất là tốt nha. Và sau đó mình sẽ vẽ người thật, thì nhanh thì cũng chỉ có thế đó thôi, mà chắc là phải như vậy, chắc chắn á, học để chắc chắn là phải như vậy nha. Thảo Nguyễn Thảo A hay Thảo A vậy nè đó. Rồi, có ai hỏi gì nữa không nè? Thảo, Nguyễn Thảo A trả lời gì? Em còn thắc mắc gì nữa không? Chúng ta bên hỏi là năm nay cô có đưa học trò đi thi nữa không? Có gì cho em sẽ bắt tay trực ký lấy hơn. Có, năm nào cũng đưa học sinh đi đó. Giống như là một tiếp một phần sức mạnh cho các em tự tin đi thi. Giống như truyền thống rồi, năm nào cũng đi đón tụi nó. Đưa đi thì không thể đưa được, tại vì mỗi người mỗi chỗ mà sao đưa được. Đưa đi các bạn, một là bạn tự đi và là người nhà đưa đi thi. Nhưng mà khi các bạn ra khỏi phòng thi, ra cổng á, thì mình luôn ở đó đón các bạn. Nhưng mà cái thời buổi Covid như thế này thì xin nắm tay bắt tay thì cũng nguy hiểm quá ha. Không biết cho nên đâu. Trước khi bắt tay nhớ xịt nước kháng khuẩn nha em. Trời sao chưa ký, trời ơi, mình thường lắm. Mình thì giống như là bao người thôi, chỉ là một cái cô giáo dạy ở lớp vẽ nhỏ nhỏ thôi, thì không công hẳn là người gì mà phải xin chữ ký đâu. Nhưng mà nếu em thích thì mình sẽ cho. Nhưng mà có hỏi là cô ơi, cho em hỏi bí kíp thi chân dung với ạ, năm mới chúc cô vui vẻ ạ. Trời ơi, bạn này cũng đòi bắt tay luôn. Ok, bắt cũng được nha. Nhưng bắt xong ta sẽ rửa tay nha. Thời, nhưng mà thời nào việc đó. Bạn Nguyễn Thảo An hỏi là học vẽ chân dung có cần bắt buộc phải qua học tĩnh vật với tượng hay không? Cái này là có một bạn trải qua rồi. Các bạn, bạn đó hỏi là thầy là bạn đó, bạn đó thi chân dung nha, mà thầy bạn đó bắt bạn học vẽ qua tĩnh vật. Có cần thiết hay không? Thực ra thì học vẽ chân dung á, thì các bạn nên học, mình có nói là nên học từ cơ bản đúng không? Khối cơ bản tới đầu tượng rồi khối ngũ quan này nọ đúng không? Rồi mới lên chân dung đúng không? Nếu như các bạn học mà cái thời gian của mình là tầm 2 năm trở lại mà cái quỹ á, thời gian mình học tầm 3-4 buổi trên tuần á, thì không cần phải học tĩnh vật làm gì. Tại vì nó tốn thời gian các bạn học tĩnh vật á, nó là cái ứng dụng từ khối cơ bản đi lên và mình phải tải chất liệu trên nó, giống là rất tốn thời gian. Mình học cái nào, mình thi cái nào học đúng cái đó thôi, là không nhất thiết, không cần thiết phải học tĩnh vật đâu. Là em cứ nên học thẳng lên đầu tượng rồi sau lên chân dung nha. Còn nếu như mà em là học từ năm lớp 9, lớp
10 mà để học tiếng Trung nha, thì em có nhiều thời gian hơn, em thoải mái hơn, thì em thích học tĩnh vật thì em cứ học, có học thì càng tốt chứ học nhiều thì tốt. Nhưng nếu mà thời gian của mình là từ mình học tới năm 11 đi, đến thi đi, thì không nên học. Tại vì sao? Tốn thời gian của mình nha, không nên học. Nếu mà thầy mình bắt học thì không học, mình nói là mình muốn học thẳng lên khối cơ bản này, rồi ngũ quan nè, rồi lên tượng vật mãn nè, lên một hai tượng nam thanh niên nè, rồi lên chân dung nha, để tiết kiệm thời gian. Bây giờ này mà còn bắt học tĩnh vật nữa thì chết, không có kịp đâu. Nghe Nguyễn Thảo Hê. Thảo Nhi hỏi là trang trí màu có được pha màu trước rồi đem đi thêm ạ? Có nha, em hiện tại là không có trường nào cấm nha, chưa thấy cấm nha. Trường nào cấm mới là không được nha, nhưng mà hiện tại là không có cấm. Nhưng mà có một cái như thế này, đó là cái tờ giấy can á, là mình sẽ mang theo, mình sẽ mua cái tờ mới và mình mang theo, và trước khi vẽ lên vô phòng thi nha, các bạn phải đưa cái tờ giấy can mà nó trắng trong luôn, đưa cho giám thị ký một chữ ký lên đó để xác định cái tờ này là nó không có gì hết, rồi sau đó em mới dùng đó để vẽ nha. Nếu như xui xui bạn nào mà quên cái việc đó đi, mình lấy giấy can đó mình vẽ, tại vì trong lúc vẽ bài mình sẽ can hình này nọ đúng không, mà giám thị phát hiện mà thấy cái tờ giấy can này là có cái hình vẽ nè mà tôi không có ký gì hết, thì người ta bắt em. Và đặc biệt là trường mỹ thuật rất là gắt, là chỉ cần mình phạm lỗi mà có quy định là không được làm cái dạy đó, là người ta sẽ hủy kết quả thi của mình và thậm chí là cấm thi một năm. Cho nên các bạn phải rất là cẩn thận. Đặc biệt là có cái bạn này, là nhiều năm trước có một bạn như thế này, là các bạn đó là thi hình họa, và cái ba lô của bạn đó là để ngoài hành lang, và thi hình họa bên mỹ thuật đó là mẫu sẽ ngồi 45 phút nghỉ một lần đúng không, thì khi mà mẫu nghỉ á, người ta ngồi 45 phút xong, giám thị thấy hết giờ, bấm giờ các bạn, lùa các bạn ra ngoài, mẫu cũng ra ngoài nghỉ ngơi, và cái cửa thi phòng thi được đóng lại, khóa lại, thì các bạn đó ra hành lang, bạn đó nghĩ là không còn ở trong phòng thi nữa, thì bạn đó vừa lôi điện thoại ra, không làm gì hết nha, cái điện thoại là bạn tắt nguồn rồi, bạn lôi điện thoại ra, vừa lôi ra, giám thị hành lang thấy bạn đó cầm điện thoại, nhưng mà cầm thôi nha, là coi như là bắt quả tang rồi. Sau đó bạn đó bị hủy kết quả thi và cấm thi một năm. Thấy bạn uổng không? Tại vì mình sử dụng điện thoại trong khu vực thi, phải ngoài cổng trường mới được dùng, thì giấy can cũng vậy, các bạn phải rất là cẩn thận nha. Còn việc mà pha màu trước khi thi là được phép. Thứ hai là trường mỹ thuật thông báo là bạn nào đi thi môn trang trí màu thì mình nên mặc áo nó họa, đừng có họa tiết gì, đơn giản thôi. Thì nếu như mà mình mặc đồ mà họa tiết nhiều có khi người ta cản mình lại, không cho mình vô phòng thi đó. Cho nên khi đi thi mình mặc áo đơn giản như mình nè ha, không có họa tiết gì nhiều, mảng màu thôi. Họa tiết là để trong đầu mình, trước khi thi mình nên ký họa, mình nên cắt điệu thật nhiều họa tiết để mình ghi nhớ đó. Còn ai hỏi không? Châu Tấn Vinh hỏi là dùng một cái lều dùng cái lều hay là băng rôn ở ngoài cổng đi cô, cho dễ kiếm, xin gặp lấy hình. Ôi thôi, nói chung là mình thì chỉ thích cái gì nó nhẹ nhàng, đơn giản thôi, mà làm rầm rộ quá ngại, nó chứ gì cũng ngại lắm. Bạn Nguyễn Thái hỏi là 7 năm nay 12 rồi, phải học, em phải nói thầy cho học khối cơ bản về người đúng không cô? Em thi chân dung đúng không? Nếu mà Nguyễn Thái A mà học chân dung á, thì em phải nói thầy em là không, em không học tĩnh vật nữa đâu, em muốn được học. Nếu như em học cơ khối cơ bản rồi, mấy khối mà vuông tròn tam giác rồi á, thì em học tới tượng ngũ quan giống như này thấy không, mắt mũi miệng nè thấy không, học mấy cái đó, và sau đó học lên tượng vật mãn. Nói chung em quan sát là cái trình tự học của mình á, đã được học mấy cái đó chưa. Nếu học tượng mấy cái này rồi á, mấy cái mắt của miệng rồi á, thì em lên đầu tượng luôn, em xin thầy lên đầu tượng dạy em đầu tượng luôn, không có học tĩnh vật nữa nha. 12 giờ mà học tĩnh vật trời ơi, thi chân dung mà. Còn nếu mà em chưa học thì em phải học nha, cố gắng học nhanh lên, tại vì bây giờ nó cũng không có phải là sớm nữa. Bạn Ngô Thu Hà hỏi là trường Đại học Kiến trúc Hà Nội có được dùng một poster không? Được chứ em, thoải mái. Bây giờ là người ta không có bắt buộc mình phải xài màu bột hay là màu wax hay là một poster nữa, mình xài thoải mái, cái màu nào mà mình tiện nghi nhất thì mình cứ xài. Thì trong ba màu, màu bột, màu wax và màu poster, thì màu poster là dễ xài nhất, màu óng ánh, chất lượng tốt, dễ pha, gọn đó. Còn màu wax thì nó lại bị bột quá, còn màu bột á, mình phải pha, phải mài, phải nghiền, chứ mà mất thời gian.
tùy bạn thích xài mà bạn cứ xài. Bạn Trường Thành hỏi là sao thể đảm bảo màu nền tối mà vẫn tươi như tiêu chí của kiến trúc ạ? Ha, màu nền đã tối không được tươi nha em, màu nền tối là phải trầm nha em, đã là màu nền là tôi phải trầm, còn tươi là dành cho những cái phần khác. Tươi là dành cho phụ và chính nha, dành cho họa tiết nha. Đã nền tối rồi còn đòi tươi nữa không được đâu. Nguyễn Thảo hỏi là em mới học 2 buổi hình họa vẽ khối chóp với khối hộp thôi ạ. À, nếu mà học thì em học hết đi. À, nếu mà học khối cơ bản á, thì cái này thầy dạy thế nào mình cũng khó cãi. Nhưng mà cái vụ mà thầy ép em học tỉnh phải cãi á, thì học khối cơ bản á, nếu như em là cái em bỏ thời gian là một tuần học liên tục á, thì em nên học hết khối cơ bản. Căn như là khối hộp nè, khối chóp và đặc biệt là khối cầu, em phải học những cái khối đó. Những cái khối mà nó kết hợp như là khối chóp mà có cái cạnh ngang này nọ đó thì có thể không cần học cũng được. Nếu như mình không có thời gian để học, mình học sơ sơ mấy khối cơ bản như là khối vạc mãn và khối những cái khối liên quan tới vạc mãn và khối mà mặt cong đó là khối cầu thì nên học. Sau đó mình sẽ lên khối ngũ quan thì nó mới đẩy lên tiến độ được. Còn nếu bây giờ mà học hết tất cả khối cơ bản mà thầy em có thì thôi không có đủ thời gian đâu em. Em phải nói chuyện với thầy, trao đổi với thầy dạy của em để cho em tiết kiệm được thời gian học mà học vẫn đủ. Rồi ai hỏi gì nữa không? Trời ơi liên tục quá. Đào Phúc hỏi là trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng năm nay có lấy điểm thi tốt nghiệp nữa không cô? Ờ có chứ ta. Nhưng mà cái này không biết nha, cái này không chắc nha. Nhưng mà nếu có thì không biết là nó có giới hạn số năm hay không. Tại vì Đại học Kiến trúc là giới hạn số năm là trong 3 năm trở lại, là năm 2019, 20, 21 là lấy điểm tốt nghiệp thôi. Còn năm 2018 là phải thi lại đó. Các bạn nào mà tốt nghiệp năm 2019, năm 2020, năm 2021 là mình có thể lấy điểm tốt nghiệp để xét. Còn các bạn thi năm 2018 trở về trước là các bạn phải thi lại để cải thiện điểm. Rồi, hết được phải không? Hết câu hỏi được phải không? Giờ vậy xong nha. Có ai hỏi gì nữa không? Năm nay em thi mà giờ em chưa vẽ thử một bài nào hết. Thì giờ chạy dồn có kịp ngày thi không cô? Em hỏi là năm nay thi mà em vẽ gì? Thì kịp chứ. Vẽ thử hả? Vẽ thử tức là thi thử phải không? Kịp. Ráng là sẽ kịp thôi. Tự tin lên. Em học thầy dạy chủ yếu dựng hình, còn đánh nét thì thầy em kêu phải đánh thưa thưa nhau ra với đánh nét đều. Nhưng thầy đã cho em lên vẽ ngũ quan rồi ạ. À. Việc Hoàng hỏi như vậy thì cái này là em này góp ý thôi, tại vì mỗi người sẽ có một cách dạy riêng thì mình không dám góp ý nhiều về cách dạy của thầy em. Nhưng mà nếu như mà thầy em kêu em đánh nét như vậy thì em phải có cái bài mọi người hoặc là chưa thấy cái bài của em vẽ thì mới biết đánh giá được. Rồi để thấy vẽ thì em nên văn cái bài mình đó, lên rút để có thể thấy được cái bài vẽ mình mới coi được ha. Nhưng mà nếu là trường hợp của em thì nên tập vẽ, tập đăng nét ở nhà mọi lúc mọi nơi. Nếu như mà em nên có một cuốn sổ nhỏ nhỏ như thế này, một cái bút chì hoặc là 2-3 bút chì gì đó, thì khi nào mình rảnh tay trong lúc mình học online, mình nghe thầy dạy online tức là học mấy môn văn hóa đó, em vừa nghe thầy dạy em vừa lấy cái bút ra đánh theo bản năng, tức là đánh càng nhiều thì cái tay mình nó sẽ nhuyễn và đánh nét nó sẽ đẹp lên. Chúng em sẽ luyện cái đó ngoài giờ học, chứ không thể nào mà mình lên lớp mình chỉ ngồi luyện mỗi cái đăng nét được. Cho nên thầy dạy, thực ra thầy dạy em lên khối và ngũ quan á thì cũng đúng thôi, tại vì em dựng xong cái cơ bản rồi đúng không? Nhưng mà cái phần mà đăng nét á thì em phải tự học thêm ở nhà mọi lúc mọi nơi. Cái đó là kỹ năng của mình, muốn rèn kỹ năng thì mình phải vẽ nhiều. Nghe Việt Hoàng. Chúng tôi hỏi là nhớ giải đáp câu màu lạ thường trước khi dừng cái câu. À trời ơi, em không nhắc là quên luôn. À rồi ok nhớ rồi. Nguyễn Minh Quân hỏi là chị nghĩ sao về bài nhạc và bài đậm là sao em? Bài nhạc và bài đậm là sao em? Phải nói rõ ra chứ. Bài nhạc và bài đậm là bài có nhiều sắc đậm đúng không? Trong bài đúng không? Hay là bài có nhiều sắc nhạc đậm trong bài đúng không? Nếu mà hiểu theo ý nghĩa vậy thì mình sẽ chia sẻ như thế này. Là nếu mà gọi là bài nhạc mà em thể, cách hiểu nhạc của mình nha, là ý em nói là bài nhiều độ sáng đúng không? Nếu như một bài nhiều độ sáng nó sẽ bị bạc màu vậy thôi. Còn nếu như bài mà đậm tức là bài có nhiều sắc tối là bài bị trầm quá,
là nó bị nặng nề đó, nhìn cho nó bị nặng, ui một đống sức nặng luôn. Thì đương nhiên quá, cái gì quá cũng không tốt, quá sáng cũng không tốt, quá nhiều chỗ sáng không tốt, mà quá nhiều sắc đậm, nhiều chỗ đậm quá không tốt, cũng không tốt. Phải có đậm, có nhạt, có sáng, có tối, phải đúng vị trí của nó, phải đúng làm đúng vai trò của nó thì mới đẹp, vậy thôi. Đa Phúc hỏi là trường em thi vẽ, trường em thi vào lấy điểm vẽ là thi vẽ tĩnh vật á cô, vậy em có thể tự học vẽ được không cô? Tĩnh vật em sẽ tự học được nếu như mà em đã trải qua khối cơ bản rồi, tức là em phải biết cách đo, em phải biết cách đánh bóng, tạo khối, tạo không gian, thì sau đó em có thể tự học vẽ tĩnh vật được nha. Nói chung là vẫn có thể tự học được, nhưng mà em phải biết cách, biết cái khối cơ bản chứ. Vậy em vẫn có thể tự học được, là em có thể bày cái mấy cái khối cơ bản, cái hình mà nó đơn giản như là cái hộp phấn nè, hộp gì mà nó hình vuông vuông đó, từ những hình đơn giản chứ em bày ra 2-3 món gì đó, rồi em trưng lên cái bàn, rồi sau đó em ngồi ở nhà em đo em vẽ thôi. Thực ra cái tĩnh vật có thể tự học ở nhà được, nếu như em nắm được cái cách đo đạt này nọ, cách lấy tỷ lệ đó, và em biết cách tạo đánh bóng, tạo không gian này nọ rồi, sơ sơ rồi em có thể học được nha, học được ở nhà. Bạn Châu Tấn Vinh hỏi là thiết kế đồ họa nên ưu tiên tô thắt hay băng lan ạ? Trường nào cũng được em, trường nào mà em thấy em thích là được rồi. Nếu mà em thích sự sôi nổi thì em nên vô băng lan, không biết em thích học máy nhiều hay là học máy nhiều thì em vô tô thắng vậy thôi. Tô thắng thì học phí nó sẽ rẻ hơn băng lan một chút, nhưng không phải một chút đâu, rẻ hơn nhiều. Băng lan bây giờ là 40 mấy triệu một năm rồi đúng không? Đâu ở đâu không ạ? Có dạng đề trang trí bảo chỉ dùng đường kỹ hà để trang trí không ạ? Có em, có những đề đó. Hồi xưa nha, hồi xa xưa, xưa rất là xưa thì Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh có thi như vậy đó em. Mà sau này người ta đổi phong cách rồi, là trang trí ứng dụng, tự do thoải mái, tự do tạo hình. Biết hình tròn là những đường thẳng. Nói chung là hình như hình kỹ hà đó, em hãy liên tưởng tới hình cơ bản. Đường hình kỹ hà không chỉ riêng là những đường thẳng đâu, mà là những hình cơ bản em, vuông tròn tam giác thì nọ đó, vuông thì tròn tam giác nha, hình cơ bản. Để coi lại hỏi không, trường nào có đồ họa mà học phí không thấp, trường nào có đồ họa bằng học phí không thấp là sao, là sao em hỏi sao biết trả lời sao? Hay là em muốn hỏi trường nào có ngành thiết kế đồ họa mà học phí nó khác không? Có, kiến trúc mỹ thuật đó, mười mấy triệu một năm đó, 11 thì nói chung là mỗi năm sẽ lên một lần, giờ 11 triệu một năm gì đó, khoảng khoảng đó, hơn tí nữa 11 triệu mấy trăm một năm, rẻ đó, nhưng mà đương nhiên sẽ tỷ lệ chọi sẽ cao. Ôi còn ai hỏi gì nữa không nè? Học vẽ chân dung phải học qua đầu tưởng em, đúng rồi em, phải học qua đầu tưởng, tại vì cái chân dung em nhìn mặt rồi nè, nhìn vô thấy khó vẽ không? Tại vì những cái khối trong này nó bị da nó che lấp rồi, lớp mỡ nó che lấp rồi, đúng không? Mà mình nhìn vô mình đâu biết là mình nên dựng từ điểm nào đâu, rất là khó. Mà thứ hai nữa, cái người chân dung á, người ta ngồi người ta nhúc nhích nè, mắt có hơi là nháy nháy một phát, miệng nó nói một tí mũi đó, cử động á thì mình rất là khó nắm bắt. Nhưng cho nên là mình phải học cái tượng trước, đặc biệt là phải tập tượng vật mãn để mình thuộc cái tỷ lệ gương mặt, tỷ lệ ngũ quan, và sau đó mình lên một hai tượng mà nó bán vật mãn như tượng này nè, để mình nhích lên một tí nè, ví dụ tượng ông này nọ đó, ông mua giày đó, mấy tượng mà bán vật mãn này nọ đó. Nói chung là tượng nam thanh niên, tại vì thi trường mỹ thuật là chủ yếu là vẽ thanh niên ha, không có vẽ nữ nha, không có vẽ người già nha, thì mình phải học, tại vì tượng nó cố định và người ta chi diện rất là rõ ràng, và sau đó mình mới lên vẽ người, sau khi mình đã thuộc diện rồi mình mới lên vẽ người thì nó mới học dễ, còn không là em sẽ vẽ hình nó dẹp bẹp dí luôn á, không có khối luôn á.
Nguyễn Minh Quân, nếu muốn mà nhận xét bài vẽ thì em nên đăng vào group nha. Tại vì đăng vô tin nhắn của chị là lâu lâu nó vô tin nhắn chờ, mà nhiều khi mình não cá vàng, mình quên kiểm tra tin nhắn chờ coi có bạn nào có nhắn tin hay không thì mình cũng quên mất. Cho nên là nếu mà để nhận xét thì em nên đăng thẳng vào group thì để được nhiều nhận xét hơn. Tất nhiên chị sẽ giúp em. Nếu mà em đăng số bài tưởng thì em phải đăng vào group cùng cùng nhau gì ta? À, hội những người thi vẽ đầu tượng, chân dung đầu tượng, hội những người cùng hội những người thi vẽ chân dung đầu tượng. Trời ơi, tôi có nhiều group mà tôi quên. Hiện tại là Nhi có 3 group Nhi tạo ra cùng với thầy Long, đó là group cùng nhau tự học đại học mỹ thuật nè, thì mình sẽ giúp đỡ nhau. Tất nhiên là đại học mỹ thuật thi rất là khó, thi thứ hai môn vẽ, thì ngoài việc là các bạn học trên lớp thì mình có thể đăng những bài vẽ của mình trong group để mọi người có thể chia sẻ với nhau. Và đặc biệt là môn trang trí màu thì mình có thể tự học được nha, nhưng mà tự học nó sẽ khó khăn hơn là việc mình đi học trên lớp. Vẫn ưu tiên học trên lớp đàng hoàng, sau đó mình học thêm. Và group cùng nhau tự học trang trí màu là được 2 group nha. Và một group nữa đó là hội những người thi vẽ đầu tượng chân dung, hội những người thi vẽ chân đầu tượng đó, 3 group của Nhi. Em nên đăng vào group vẽ tượng á, thì sẽ có chung một chủ đề với các bạn và các bạn sẽ giúp em nhận xét, tuy nhiên chị sẽ nhảy vô nhận xét giúp em luôn. Còn nếu mà đăng vô tin nhắn riêng á thì cũng hên xui, tại vì lâu lâu chị quên kiểm tra cái messenger đi rồi không thấy tin nhắn của em là em đợi hơi lâu. Nghe Nguyễn Minh Quân nghe. Đây có còn ai không ta? Trường nào thì trường nào thi môn văn lấy điểm trung bình 3 năm cấp 3 để tính? Không, cái là tùy trường ấy mà. Cái nó tùy trường. Hiện tại là chỉ có trường kiến trúc là nó công bố cấp tuyển sinh thôi. Còn mấy trường khác thì chưa có, thì em đợi một chút nữa. Thời gian khoảng vài tuần nữa thì sẽ có trường thông báo thôi. Hoặc là em có thể em thích trường nào đó, hoặc là trường nào em biết đó, thì em nên đi thẳng vào cái website của trường đó. Cái vô phần tuyển sinh đó, người ta sẽ hướng dẫn của mình. Tất nhiên là cái phần tuyển sinh đó chỉ đăng bài từ năm ngoái trở đi thôi. Có được đem máy tính vào để chia 3 phần đều nhau không ạ? À? Nó không biết nha. Chia 3 phần đều nhau là trang trí màu hả? Thuộc bản cấu chương đi. Trời ơi, học bản cấu chương đi. Chắc là được đem máy tính á. Em phải hỏi, em đem vô em phải hỏi giám thế thị nha. Chắc là được, không ai cấm đâu. Và các bạn đi thi, các bạn ngoài đem công mấy cái dụng cụ mà điện tử thì mình nên đem đồng hồ để kiểm soát thời gian của mình. Có thể là đồng hồ báo thức cũng được, đồng hồ đeo tay cũng được. Trời ơi, đi coi mấy phút rồi nè. Cho em hỏi là ngành đồ họa thì hiện tại có trường nào ở miền Nam vậy ạ? Đồ họa thì cái đồ họa em Nguyễn Vinh Thanh, em hỏi đồ họa hay thiết kế đồ họa nha. Nếu mà đồ họa tạo hình á, thì hiện tại là ở miền Nam chỉ có trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có dạy thôi. Còn thiết kế đồ họa thì nhiều trường lắm, rất là nhiều. Ví dụ như là kiến trúc Đại học Mỹ thuật, Đại học Văn Lang, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Sư phạm Kỹ thuật, FPT Arena, Hồng Bàng, Hoa Sen, đó nhiều lắm. Rồi lúc mà học vẽ đầu tượng xong thì phải đánh bóng á cô, thì mình có được pass qua phần đó hay là phải dung rồi học đánh bóng á? À em phải học đánh bóng luôn á, phải hoàn thiện luôn là vừa dựng hình vừa đánh bóng cho vẽ tượng luôn nha. Rồi đi coi trả lời câu hỏi cuối cùng coi. Cô ơi, vẽ người thì mình chỉ cần vẽ đúng trên bài mình hay có thiết phải giống cả mẫu không ạ? Nguyễn Thu Hạ. Vẽ người á, cái yếu tố mà giống mẫu là nó không quá quan trọng nha. Tất nhiên là đang vẽ người trẻ thì đừng có người giống người già, đang vẽ nam thanh niên đừng có giống phụ nữ. Tất nhiên nếu như có giống mẫu thì tốt nha, còn nếu không giống được giống mẫu thì giống người một chút là được. Yếu tố giống mẫu có thì tốt, càng giống càng tốt, nhưng mà nếu không có thì giống người là được, miễn đừng có khác biệt về tuổi tác, đừng có khác biệt về giới tính là được. Thì người ta chấm á, người ta vẫn ưu tiên chấm hình khối trước, còn giống hay không á người ta cái đó không quan trọng lắm đâu, thực sự là không quan trọng đâu. Giống thì tốt nha. Lỡ quên đồ thì có được ra ngoài lấy hay mượn bạn cái bên không ạ? À, nếu như mà em lỡ quên, tụi em lỡ quên đồ thì em có thể mượn bạn xung quanh, nếu người ta đủ tốt để cho em mượn đồ nha, hoặc là người ta dư đồ tôi mới cho mượn nha. Hoặc
em ra ngoài lấy đúng không? Không có đâu, em không có được quyền là cái vụ đang thi, đang sắp sửa thi, đã vô phòng thi rồi mà chạy ra ngoài cổng là không có đâu. Em phải có người thân ở ngoài, em đứng ở cạnh ở cổng á, em nhờ người thân đi mua, rồi mà em đi ra đó là phải có người kèm em á, kèm em ra từ phòng thi ra cổng á, nhờ người thân đi mua, hoặc là nhờ bắt bảo vệ hay là nhờ ai đó đi mua giùm em. Mà em nên kiểm tra đồ trước ha, đừng có để quên, tốt nhất là đừng để xảy ra quên là được. Năm nay đã tìm thi vẽ bằng lăng có thể lấy từ đại học kiến trúc không? À, cái đó cũng chưa biết, nhưng mà khả năng là vẫn có bình thường, tại vì Văn Lang là có nhiều hình thức thi mà nó cũng lấy điểm bên kiến trúc mỹ thuật qua nữa. Mọi năm là như vậy nha, mình cứ định như vậy đi, nhưng mà năm nay không có chắc chắn nha, tại chưa có thông báo. Để cho tránh trường hợp là như hồi nãy là bị ao bất thường á, thì mình sẽ trả lời trước luôn câu hồi nãy là phân biệt giữa màu thường và màu bạc cao đúng không? Đúng không? Đúng không ta? Đúng không? À, thế nào là màu thường? Màu thường thì dễ thôi các bạn. Thế nào là màu thường thì mình hãy nghĩ. Cái màu thường là cái màu mà nó giống như trong vòng thường sắc. Thì cái màu sắc mình học á là nó tối đa, nó người ta vẽ ra đó là tối đa 5 bậc, đúng không? Mà thường thường là mình vẽ tới bậc 3 là mình dừng rồi. Thường thường là như vậy. Mình vẽ ví dụ như hai bên mà bậc 1 nè, bậc 2 giữa nè, hai bậc 3 nè là mình dừng rồi, mình có thể về bậc 4 bậc 5. Nhưng mà khi mình học mình vẽ, mình học tới bậc 3 là đủ rồi. Vẽ để mình hiểu màu nó được lai tạo như thế nào thôi. Thì cái màu thường đó là cái màu như thế đó. Như thế đó. Tức là cộng tương đồng. Những cái màu mà nó được cộng tương đồng thì nó sẽ dễ thường. Nó dễ đơn giản. Nó dễ nguyên bản. Đúng không? Nó dễ bị không lạ mắt đó. Còn khi mà màu lạ đó thì là những cái màu mà thường được pha tương phản. Tất nhiên cái tương phản này không phải là tương phản tuyệt đối, giống như là lấy xanh dương cộng với cam. Vẫn có những cái trường hợp lấy xanh dương cộng cam ra màu đẹp nha, miễn sao mình pha hai màu tương phản với nhau, mình để cái lượng một trong hai cái màu đó phải nhiều hơn là được, đừng có để lượng 50-50 là nó sẽ bị chết màu, bị hóa bùng, bị xấu đi, bị xám đi đó. Thì những cái màu lạ bắt mắt là thường nha, là được pha từ những màu tương phản, hoặc là người ta sẽ pha theo vị trí ba màu mà nó góc à, ví dụ như là tôi muốn tạo một cái màu xanh lá đi, thì tôi không có đơn giản tôi lấy cái màu vàng cộng với màu xanh dương ra màu xanh lá, mà tôi sẽ lấy hai màu đó, chẳng hạn tôi lấy màu vàng cộng màu xanh lá, vàng cộng dương ra lá, rồi sau đó tôi pha một khác vô, pha chút tím vô, tôi pha chút đỏ vô, hoặc là tôi pha chút màu nâu vô, hoặc tôi pha chút màu cam nhạt vô, hoặc tôi pha một chút màu hồng vô, miễn sao cái màu pha vô thêm á là cái màu mà nó pha ít thôi, mục đích là để cho cái màu mình nó thay đổi một tí thôi, thì cái màu đó chính là màu lạ nha. Chỉ có vậy thôi đúng không? Đó, đó là cách mình phân biệt nha. Rồi còn câu hỏi nào nữa không để mình kết thúc cái buổi livestream ngày hôm nay nào. Cảm ơn Châu Tấn Vinh, rồi mình mới nói xong rồi. Gần thi mình sẽ livestream tiếp nha các bạn. Gần thi mình sẽ livestream tiếp. Các bạn muốn coi không? Muốn coi tiếp không? Muốn nói chuyện tiếp không? Nếu có thì hãy comment có nha, để mình biết, mình cân nhắc mình sẽ mở livestream tiếp và trước khi thi, để các bạn nào có hỏi những cái gì đó, những cái bí quyết nào đó, hỏi xin bí quyết hay là gì đó thì hỏi, hoặc là đơn giản là mình giao lưu để cho mình thư giãn tinh thần thôi. Đó thì mình nếu có thì các bạn nhớ comment có nha, để mình biết mình tiếp tục. Ok trời ơi, cô đã nhiều video lên YouTube em chờ mòn mỏi luôn thật. ok để khác. Làm sao để màu không bị bạc cô ơi? Thì đừng có cộng giống quá nhiều mà không có cộng màu khác đó. Để màu không bị bạc thì các em sẽ, ngoài việc cộng trắng cho nó sáng màu lên, thì mình nên cộng một màu sáng hơn cùng gam, hoặc là sáng hơn mà nó khác gam cũng được.
để trái màu nó vừa chuyển đổi sắc thôi. Thì cái này mình có nói trong cái phần 1 á, phần mà bị out đó đó. Các bạn có thể coi lại nha. Rồi, đã đến lúc đau hỏng quá. Không hỏi tuổi là được, nó không khổ. Buồn. Đừng hỏi tuổi nữa. Nói chung là nói cũng được thôi, nhưng mà khi mà một người phụ nữ mà nó đạt ở với tuổi mà cái tuổi mà hạn chế hỏi tuổi thì cũng tiết lộ phần một rồi đó, tiết lộ rồi thì cô giáo cũng không còn trẻ nữa. Nói chung là cô đang ở độ tuổi 30, biết vậy được rồi, nhìn trẻ hơn tuổi đúng không? Rồi có luôn. Ok ok có rồi kìa. Trời ơi. Bạn Thu Hảo nói nè. À cô làm cả vít các bước trở thành thủ khoa bố cục mộng nha cô. Tôi biết nha, chỉ dạy được cái gì cơ bản nhất thôi. Còn muốn làm thủ khoa thì phải coi mấy ông thầy chấm bài cho các em nữa. Rồi cung chúc đăng xuân nha cho Tấn Vinh. Đúng rồi, bạn Trần Minh nó đúng á, đừng hỏi nữa. Bây giờ đang stress đây nè. Hỏi là stress đó. Mình chỉ muốn mình trẻ trung thôi. Rồi, bây giờ là 10 giờ kém 20, 15 rồi. Wow. 1, 2, 3 1, 2, 3 Oh my god. Mới đầu tính là chỉ làm 15 phút thôi. Hoặc là cố gắng chỉ một nửa tiếng thôi. À đúng 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 đúng. Thì là có nhắc là coi như chúc các bạn coi clip phần 2 đi chứ. Nãy là chúc các bạn một phần 2 chưa coi chưa chúc đúng không? Rồi giờ bây giờ tính là làm 15 phút hoặc là tối đa là 30 phút để chúc các bạn Tết năm mới này nọ thôi. Mà 3 tiếng bây giờ là hơn 3 tiếng. Trời ơi. Thôi rồi rồi, chúc nhanh nè, mất còn bị ao nữa nè. Chúc các bạn mà chưa được nghe chúc thì chúc các bạn năm mới nhiều sức khỏe, an khang thịnh gia đình, an khang thịnh vượng, mọi sự vạn sự như ý, học hành thì lúc nào cũng giỏi, vẻ đẹp và thi đậu vào trường mình yêu thích nha, đặc biệt là thi đậu nguyện vọng một nha. Ô, có bạn nào chúc mình không? Rồi chúc mọi người nhiều sức khỏe, đặc biệt là nhiều sức khỏe nha, tại vì thời điểm này ai cũng cần sức khỏe, có sức khỏe để học hành, có sức khỏe để ăn chơi, có sức khỏe để đi thi và có sức khỏe để chống Covid nữa nha. Rồi, cảm ơn cho Tấn Vinh, Tấn Vinh chúc mình là giao thừa vui thiệt vui, tư nhân màu của họa tiết chính nha cô. Cảm ơn em. Cảm ơn em nha. Ồ, Quốc Huy mới vô hả? Chào Quốc Huy nha. Cảm ơn Việt Hoàng đã chúc cô trẻ như tuổi 18. Cảm ơn bạn Thảo An. Cảm ơn Nguyễn Minh Quân nha. Rồi tối hôm nay là mình sẽ thức qua 12 giờ đêm để đón giao thừa với gia đình. Trong khoảng thời gian từ 10 giờ tới 12 giờ thì mình không có làm gì cả. Mình sẽ đọc lại các comment của các bạn, đặc biệt là sẽ đọc rất là nhiều những câu chúc. Ok ok ok. Cảm ơn cô Thu Hảo. Ok. Cảm ơn em. Hiểu ý rồi đó. Gì from ST Art with Love. Oh. Vậy ha, Quốc Huy ha. Ơi, phải nói lời chia tay rồi. Thôi, các em có ai nhà nấu cho anh Tết này nấu đi nha. Mình sẽ nếu các bạn nào muốn hỏi á, thì cứ comment đi thì mình sẽ ngồi coi lại cái comment nào mình chưa cái câu hỏi là mình chưa trả lời á, thì mình sẽ sau khi kết thúc cái buổi livestream này mình sẽ vô mình trả lời lần nữa, tại vì bạn nào vô chậm á mà mình chưa trả lời á. Trời ơi, đứa nào hỏi hay quá ha. Khoan cô, có tiếp nào để có bồ ngay đi thi không cô? Có, đó là bạn này đẹp trai bạn gái mà hỏi mình á,
dễ thương á, mà hỏi mình mượn này nọ mà mình phải dư nha, mình đi thi mình nên mang đồ dư để lỡ như mình hư cái này mình có khi xài, hoặc là có bạn nào đó mà khó khăn bị quên đồ thì mình có cho mượn. Đặc biệt là cái bạn nào xinh xinh dễ thương mà hỏi mình mượn đồ thì mình cho mượn, đồng thời cho xin số điện thoại liên hệ lại nha, là mình sẽ có bồ thôi, cũng dễ mà đúng không, dễ thương tốt tính một xí là sẽ có bồ ngay. Để còn bạn Đào Phúc chút nữa trả lời nha. Thôi được rồi, bây giờ mình sẽ kết thúc buổi livestream ngày hôm nay. Phần livestream này có hai phần, phần một là bị ăn hồi nãy và phần này thì trong hai phần đó sẽ có những cái câu hỏi, những cái phần trả lời của mình. Bạn nào chưa xem phần 1 thì hãy coi lại phần 1 để nghe cái phần tư vấn của mình nha. Và bạn nào mà chưa coi phần 2 thì hãy coi phần 2 coi cho hết. Rồi, bạn nào muốn làm tiếp phần livestream trước buổi đi thi thì hãy comment có tiếp tục nha. Và mình đâu không á, nó giờ nói chuyện liên tục 3 tiếng, hơn 3 tiếng đồng hồ, 3 tiếng 15 phút. Úp, 1, 2, chết cha, không biết đếm số, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Úp, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25. 3 tiếng 25 phút các bạn, mình nói liên tục. Bây giờ cái họng mình nó đang đánh trống, nó đang kêu oan, nó đang phản kháng mình. Cho nên mình sẽ dừng lại ở đây. Rồi, chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng nha. Chúc lần nữa nha. Bây giờ mình sẽ bye bye nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi livestream ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ gặp lại trong buổi livestream tiếp theo sau một tháng nữa nha. Bye bye. Bye bye nha. Mình tắt nghe. Bạn nào mà chưa có kịp hỏi thì có thể tiếp tục comment trong cái phần livestream này. Mình vẫn được comment nha, tại vì mặc dù mình kết thúc livestream rồi mình vẫn cứ comment được và mình sẽ đọc lại và mình sẽ trả lời tiếp nha. Vậy thôi nha. Chúc một buổi tối an lành, xinh đẹp, tuyệt vời. Chúc Giáng sinh chúc một năm mới an khang thịnh vượng. Giáng sinh qua rồi nha. Bye bye mọi người.